nhà ơi, dạ em đang livestream đây. Cả nhà ơi, dạ vô livestream nghe em nè. Dạ em là Việt Kiều Mỹ về tới Thái Lan đây để đi coi show của anh Ngạn Lời Cảm Ơn. Ta nói éo le ngang trái lắm, ở bên Mỹ bận rộn quá đâu có coi được đâu, cho nên thôi mua vé sang Thái Lan này vừa du lịch vừa coi luôn. Đó tới vừa đó rồi mọi người vô nha. Hai. Trời ơi toàn là mấy thợ trong tiệm nail của em không à. Ở đây Thái Lan vui lắm nha. Bà con của bác đi coi văn nghệ trội đẹp lắm, ăn mặc đẹp mà vui vẻ hả? Muốn chào bà con hả? Bà con ơi, bên Mỹ muốn chào bà con nè, say hi với tụi em đi nè. Hello. Ai là Việt Kiều Mỹ về đây coi show anh Ngạn nè. Dạ đó vui quá, vui chưa? Đó. Thôi nha, bây giờ tôi đói bụng quá, tôi chuẩn bị đồ, tôi sắp vô coi show anh Ngạn rồi. Bây giờ đói bụng quá, nghe đồn có một cái tiệm Việt Nam đây nổi tiếng lắm, mình vô mình ăn rồi mình đi coi văn nghệ nha. Mà có cái điều này nữa nè, tôi hơi tiếc cái nha, show anh Ngạn ở trên TV thấy ông còn khỏe, còn mạnh, giọng còn trầm ấm, đọc truyện còn truyền cảm lắm, mà tại sao ông tự nhiên ông retire ta? Không biết ông ngoài đời sức khỏe ông như thế nào ta? Quay Trái à, bên ngoài sao không quan trọng. Ừ, bao ăn với bao sầu riêng nha. Ủa là cái gì? Yeah. Là sao? Chảy. Có nghĩa là đang nói với anh Ngạn hả? Tức là có nghĩa ổng vẫn còn khỏe hả? Ổng chứ bị thai làm chi? Không nha, 30 năm rồi nha, tôi chưa nghỉ ngày nào hết nha. Cái gì tôi làm ra, cho ra dân hiến là mọi người đều thích hết. Bởi vậy mới có cái tên là Happy Rose Restaurant đó. Ủa? Ừ. Ủa nãy giờ là đang nói về cái nhà hàng hả? Bye bye nha, không có livestream nha, để vô ăn nó đói bụng quá. Này. Dạ, dạ, cảm ơn cả. Hello. Sawadikap. Việt Nam đúng không? Dạ, tôi chủ nhà hàng ở đây. Nghe tiếng Việt rồi. Dạ. Nhà hàng đâu đói bụng quá muốn vô ăn. Ở lầu 69. Dạ, mời lên. Mà nghe này, nhà hàng Việt Nam bên đất Thái mà sao tôi nghe nhạc Campuchia vậy, anh bán cái món gì vậy anh? Trời ơi, Happy Rose có nghĩa là tất cả các loại cuốn, chả cuốn, bì cuốn, nem cuốn, chả giò kìa. Quan trọng là tất cả cái nước chấm đó là coi như gia truyền của bà già tôi để lại. Ai ở dưới Long Xuyên nha mà nghe tên cái nhà hàng năm lửa là coi như là thích liền. Hả? Anh nói cái gì? Dân Long Xuyên hả? Tôi cũng dân Long Xuyên nè. Trời ơi, nhỏ chuyên môn là ăn ở nhà bà năm lửa. Ủa chết cha rồi. Hey, hàng chỉ có mặt quen quá. Cái gì nè? Hey, trời ơi. Ê, bà bạn cùng học Trường Lan. Hồng gì nè? Nhớ tên tôi chưa? Trời ơi, Hồng gì nè, thấy quen lắm. Hồng gì đây, nhớ không? Nhớ tôi nha. Hồng Đào hả? Hồng Đào già lắm. Trời ơi, Hồng Ngọc. Đúng rồi, nhớ hay quá. Tôi Hồng Ngọc. Hồng Đào là bà nội tôi, bà già lắm rồi. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, vui quá. Còn nha, nhớ liền nha. Nhớ tôi hả? Nhớ. Nhớ chưa? Thái đúng không? Rồi, Thái Nguyễn. Thái học ngu đúng không? Trời ơi, hồi tôi nhớ nó năm lớp 3, học tới 3 năm luôn đó. Người ta lên lớp ào ào, ông còn ngủ dưới ông cuộn chả giò đó. Nhớ không? Và thấy cái mặt tôi đơ như kỳ cơ không? Ông nhưng mà trời ơi, bạn bè cũ tự nhiên đem cái chuyện học ngu ra. Tại nhưng mà nhỏ làm biếng lớn lên là coi làm chủ nhà hàng. Đó. Tôi đi đâu đây? Hả? Trời ơi, tôi mừng quá. Khỏe không? Luôn gặp tôi đi coi văn nghệ coi ông Ngạn nè. Khỏe không? Trời ơi. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Tôi bệnh nghề nghiệp á. Tôi nắm tay là tôi coi hang nail, tôi coi móng nail rồi tôi massage cho cắt vậy đó mà. Ủa? Nói vậy là Ngọc là làm móng tay móng chân hả? Bên Mỹ người ta gọi tôi bằng thánh đó nha. Thánh gì? Thánh bào. Bào gì? Bào dữ lắm. 30 năm nay tôi giũa từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Giũa vậy mà tôi gom tiền tôi nuôi con tôi bây giờ. Con tôi nó ăn học thành tài, nó đang ở trong làm trong NASA, Bộ Quốc phòng của Mỹ đó. Trời ơi, làm móng tay móng chân mà giàu dữ vậy? Trời ơi, ngành nail là ngành coi như kiếm tiền dễ nhất, dễ giàu nhất ở nước Mỹ mà. Oh. Bao nhiêu người làm nail mà có con kỹ sư bác sĩ chứ. Chạy cái gì? Dạ, chạy là vé sách. Này, tôi nói nghe nè, người ta nói câu này hay lắm nha. Câu gì? Con ơi, nhớ lấy lời cha, một năm ngồi giũa bằng 3 năm làm. Ở đây khán giả ai mà làm nail là biết liền vậy đó. Nè, mà cái tiệm tôi đắt khách lắm. Vậy đó hả? Tại sao vậy? Tôi xài ghế của Lexor. Và tôi xài coi như là cái nail coi như là eye gel. Coi như là nếu mà giờ tôi mà qua Mỹ làm nail là tôi phải kiếm eye gel với lắc to hả? Đúng rồi đó. Coi như tiệm kiếm tiền nhiều lắm hả? Kiếm tiền rồi là móng tay móng chân giàu quá. Tôi biết về xưa tôi qua bển tôi làm móng tay móng chân rồi. Nè, đừng có nói móng tay móng chân. Bên tôi có một cái gọi rất là sang trọng. Cái gì? Làm nail, người làm nail người ta gọi là nailer. Ủa là sao? Đây nè, giống như tôi nói nghe đây nha. Ví dụ như bác sĩ người ta kêu là doctor. Chạy. Giáo sư người ta kêu là teacher. Chạy xe ôm á, nghe cái đó thì nó không có sang mấy mà người ta gọi là Uber, nghe nó sang hơn, thấy chưa? Còn tụi tôi là nailer.
À tôi hiểu rồi. Nail, nail là coi như là cái móng tay. Đúng rồi. Còn L là cái người làm. Làm đúng rồi, đó cái gì phải có nail là... do đó là nó sang. Đúng rồi, vậy là tôi biết rồi. Hay quá, đúng đúng, bất cứ nghề nào phải bỏ cái tâm cái lòng vô thì mới thành công được. Trời ơi, tôi gặp anh tôi mừng quá. Đây là nail L. Nail L. Tôi là cooker L. Hả? Phải có cái lò vô. Mời cái lò vô đây ngồi. Ê, vô mời ơi, trời ơi. Nghe, nói nghe. Sao? Trời ơi, tự nhiên sao tôi dạt sang xứ Thái này vậy? Thì tôi coi như... Tôi biết rồi. Alo. Đi chuyển giới phải không? Ê, trời đất ơi, qua tới Thái Lan rồi, qua tới Thái Lan rồi. Trời ơi, cả nhà Thái Lan. Ê, vào nha. Vào đang qua Thái Lan, coi show có Nguyễn Ngọc Ngạn nè. Ở nhà lo cái biệt phủ cho chị nha cưng. Trời đất ơi, cái gì? Trời ơi, tao xây 12 cái toilet bằng vàng mà mày gửi có 10 cái, còn hai cái kia bằng sứ đâu có được. Trời ơi, không có chịu bằng vàng, chị là biệt phủ chứ không phải nhà bình thường. Ừ, lo cho chị nha, chị đi coi show nha, cho chị mượn ngồi chỗ chút chiếu đi cưng. Mày mua cái nào mà có cái bệ đỡ để hai cái giò lên nha, bị cái chân tao ngắn ngồi không có tới. Ở đời có bốn cái sướng, ăn ngủ ủ ỉ ỉ mày đã. Xin lỗi nha. Tao vô tao nói chuyện mà tao quên tao ngồi giò mà hai vợ chồng. Sao quen quá người ta. Em chồng xu nghe, em chồng xấu dễ sợ. Bà vợ đẹp nha, bà vợ đẹp. À chắc bà vợ ngày xưa nghèo lấy ổng. Trời cái gì vậy? Thôi tao cúp máy sao thấy quen dễ sợ. Ê sao quen quá vậy? Quen quá. Bành thị ngắn. Trời bành mà còn ngắn rồi. Đã ngắn rồi còn bành kia cho nó mỏi vậy. Trời ơi. Nhớ chưa? Nhớ. Mình cũng không chừng làng nè. Tôi là tên Ngạn mà người ta nickname của tôi là Ngắn. Chỉ là có bạn học mới biết thôi. Đúng rồi. Trời đất ơi. Quen quá trời quen luôn nha. Nhớ không? Tao đợi xíu bị giàu giờ hay quên mấy người nghèo lắm. Cái gì vậy trời? Nhớ rồi. Cái gì? Trời đất ơi. Trời ơi, cái gì mà bà con nhỏ quá bộ dưới bộ già mà quên hết người nghèo hay sao? Rồi, nhớ rồi. Tại vì kêu người ta đơn giản vậy chứ mấy người ta khoe của chứ bà. Nói nghe nè. Cái gì? Bà là hoa khôi đẹp nhất trường. Ủa, có đúng không? Rồi. Trời nhớ không? Nhớ không? Sao không nhớ? Hồng à. Hồng gì? Hồng công. Công là đây nè. Công là cái đây. Cái gì vậy? Hả? Tôi thẳng tắp cái công cái gì? Không có bị giàu đi du lịch vậy nhớ Hồng Kông tôi quên. Trời ơi bà là Hồng Ngọc, tôi đặt nick nghe cho bà là Hột Bẹt cho nên tôi gọi bà là Hồng Bẹt. Đúng rồi nhớ rồi nhớ rồi, bởi vậy qua Mỹ tôi tên là Bẹt Na. Nhớ anh không? Sao mà không nhớ được, trời ơi ông học ngu nhất trường. Trời ơi thứ hai đầu tuần là ra ngoài cửa trường đứng thục dầu sao không nhớ. Thái Giám bậy nha. Sao ai nhìn cũng nói tôi giống thái tử chứ thái giám gì vậy hả? Ừ. Trời ơi tự nhiên gặp nhau hay quá, ở xứ người mình nhau quá. Nói nghe nè, coi như là tự nhiên giờ cái nhờ cái show của ông Nguyễn Ngọc Ngạn tôi qua đây tôi lập nghiệp 30 năm rồi, bà Ngọc từ ở bên Mỹ rồi đi qua đây rồi giờ bà anh ở Việt Nam nữa. Coi như là ba đứa mình nhờ cái show Ngạn mà tới đây tới xứ Thái này. Ê, show ổng là mua vé chưa? Mua rồi. Mua vé nhiêu tiền? 250. 250 là ngồi tốt cái kia đó. Ngồi chung với mấy đứa nhân viên của tôi. Ê, nhân viên vỗ tay cho. Nhân viên tôi đồng vé không? Mua 100 vé ngồi dưới. Trời đất ơi. Vậy hả? Bao nhiêu mà tôi có ngồi với nhân viên. Chứ ngồi đâu? Ngồi đâu? Hàng đầu 2,500 hả? Cũng không có ngồi. Chứ bà ngồi đâu? Mua cái ghế 25,000 ngồi kế 1,000 chỗ chủ giới thiệu á. Ê bà mua 25,000 bạc hả? Không, 25,000 đô. Ông đứng ông giới thiệu có tôi ngồi kế bên vậy nè. Cái tôi đưa nước cho ổng, đưa khăn cho ổng vậy. Bà kỳ duyên bà sắp nghỉ về tôi rồi đó. Ê vậy là bà làm ô xin đó. Ông có làm ô xin ông ơi. Ông Ngạn ông về cái đi ấy rồi cái tôi rước ông về làm chồng luôn. Trời ơi. Chứ mà về hưu rảnh về còn phong độ còn ngon cơm đó nghe. Ngon tôi nghe độ còn ngon cơm lắm. Vừa miệng lắm. Dẻo. Làm như ba ăn được vậy trời, bây giờ nhận ra ai mà không mê ổng. Tôi nghe đồn là gần 10,000 người đi gặp ổng luôn. Dạ. Ngon ăn vừa miệng, dẻo miệng dữ lắm. Trời tạ chứ không tạ cái chả giò của ông này quá. Trời ơi. Phải ra nhà chà chè chà chè. Ủa nghe nghe. Tôi làm nghề gì? Hả? Sao mà bèo nhẹo vậy, làm lương tháng nhiêu tiền? Nè tôi nói nghe nha. Ở ngoại quốc á, ở Mỹ người ta nha, kỳ nhất là không được hỏi thứ nhất là tuổi của phụ nữ, thứ hai là làm bao nhiêu tiền nha. Ôi trời ơi, bà thấy không, con người của tôi không bao giờ hỏi tuổi bà hết trơn á. Đó. Tôi với bà bạn cùng lớp hỏi tuổi bạn chi. Đúng bà rồi. 60 bà hỏi làm chi. Trời ơi, mà tôi học nhà bà còn như có chuyện gì đó bà vô học trễ, còn tôi nhỏ hơn bà 4 tuổi luôn, 5, 6 tuổi. Trời ơi, hỏi chi, hỏi tiền thôi, tại vì người Việt Nam gặp nhau cái ê khỏe không mày, lương tao tháng 5 tỷ. Hả? Một tháng 5 tỷ hả? Trời ơi, ở Việt Nam là mình phải nói ra liền cho ta nể mình chứ. Vậy hả? Bà Ngắn ngày xưa giờ bà vẫn ở ngoài chợ Bến Thành á. Bà nói cái giá nào mà chả nó cũng dính hết á. 5,000 luôn. Trời đó, anh này xanh giỡn hoài à. Trời ơi, trời vô duyên mà cái bỏ hôn luôn đó. Anh á, ủa chồng chị đâu?
Lần này tôi du lịch tôi qua có mình tôi à. Ờ. Trời đất ơi, chồng bỏ rồi hả? Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, thấy thương quá hả? Thấy thương quá hả? Ủa, nó nghe nè, bà ăn hở, sao chồng bỏ mà dưới ta hú như vậy? Ai biết? Ủa, nó nghe nè, ai cũng biết chồng bà bị bỏ, bà bị bỏ, chồng bỏ hả? Không có, để tôi nói cho bà nghe. Để nghe cái sao? Gì bà nói gì, tôi thấy cái mặt bà buồn yêu à. Hả? Chồng của bà là nổi tiếng từ đó tới giờ. Ngày xưa là bà bỏ nhà theo ổng. Hả? Đúng không? Cái gì vậy? Rồi bà mê ổng, bà là qua khôi nhưng mà ổng cũng là nam dương ở trường. Đẹp trai, à, qua Phong Nhã có vợ bé là phải, hoặc là có bồ nhí. Ở đâu? Nó ở Việt Nam, bà nói tôi. Cái gì? Tôi qua tới nhà đó, tôi cào nhà nó cho bà coi. Trời ơi, con nào bị giật chồng người ta dữ vậy? Hả? Để nó coi, quá trời quá đất mấy con gì vậy? Cái con này nặng thật. Cái gì vậy? Bà làm gì vậy? Cái gì vậy ba? Ê, nó nghe chuyện gia đình của anh ta, bà làm như chuyện gia đình bà vậy? Không. Bà cho bà đánh, nhưng mà cũng đánh ghen luôn vậy. Ê, nó nghe là dòng cái thứ đánh ghen, mình đánh mà đánh đánh hùa đó. Nó gọi là đánh hùa, đánh ké, mới đánh nòng trái má. Đã đánh hùa đánh sao? Còn cái vòng mà chồng mình đi mà có bồ, ba vô ba lo ba chửi không à. Ba chửi xong rồi đâu có sức là ba quánh. Mới gọi là đánh lộn, là quánh lộn người khác á. Còn tôi là quánh trúng không? Trời ơi. Vừa bước xuống xe, nó bảo hiểm để vô mặt nó canh, canh, canh. Trời đất ơi, quánh là phải quánh trúng. Trà xanh bây giờ nó ghê lắm nha. Ghê sao? Trời ơi, trà xanh nó phải bình thường. Nó sao? Thà nó giật chồng mình, mới giật lộ, mình biết đường mình đem nó về. Này giờ nó giật kính. Nó giật kính là giật như thế nào? Nó làm thấy thương lắm. Nó làm sao? Nó nói sao đó, anh ơi anh, thời gian anh cứ dành cho chị nhà đi. Khi nào dư chút đỉnh thời gian anh sẽ dành cho em. Bà nội nó. Trời, nó nói như vậy mà ông nào không rụng nụ. Chứ còn gì nữa. Sao thành vậy? Chưa đâu nghe. Chưa đâu nha, nó xin tiền mình, nó có bài hết. Nó xin sao? Trời, nó xin chồng mình hay lắm. Chồng mình gọi điện cho nó 3 ngày, nó không bốc máy. Tới ngày thứ 4, nó bốc máy lên, nó nói: anh ơi anh, mẹ em nằm bệnh viện 3 ngày nay. Nghe đứt ruột không? Trời, xót luôn. Nghe hiếu đạo không? Yeah, chạy. Lấy tiền cho nó liền. Trời bây ơi. Giờ nó ghê lắm, trà xanh bây giờ nó khủng khiếp. Ê, nó để... Nói đi, mình phải nói lại, nhiều khi cũng tội nghiệp cánh đàn ông tụi tôi. Sao? Trời ơi, chứ bây giờ, tôi hỏi chứ bây giờ này, nhà trà đá bận như vậy. Nó hồi ra trà xanh nó ra nó bận sexy nó hở ra hết. Làm sao mà không chết với mấy con trà xanh được. Bậy, trà xanh bây giờ nó không có bận đồ hở. Nó bận đồ kính nít gì đó. Áo sơ mi cổ cao đầm dài tới đây y như là nhân viên văn phòng. Mà không bao giờ nó dẫn vô phòng ký tên. Ồ, chứ nó dẫn gì đâu. Nó dẫn vô khách sạn nó ký. Mà nó lấy cái viết của chồng mình ra, nó ký ngày nào hết bực. Trời ơi. Nó ký ngày nào mà lùi đứa con ra là ngon ăn. Nhiều khi đến ngày đám ma mới thấy quá trời con. Trời công nhận nhé. Sao vậy? Sao bà ngắt bà hay quá. Đâu đâu đâu. Chồng bà đâu? Hả? Chồng bà đâu? Cái gì? Cái gì? Rồi chồng sao bà còn có chiêu trò gì nữa không? Hả? Đâu có. Rồi tôi nhà qua tôi định đánh ghen giùm chồng bà nó chứ. Nó nghe nè. Nhưng mà nó nghe nè. Bây giờ mà cái chiêu gì nữa? Phải giữ chồng chứ sao? Phải giữ sao? Phải dạy con cái mặt bà buồn tới thương dễ sợ kìa. Thấy thương quá ha. Cái mặt bà tội nghiệp quá ha. Tôi dạy cho cách giữ chồng. Sao bây giờ chồng mình có trà xanh nó đừng có làm gì nhiều hết trơn cái trời. Sao? Mà ra ngoài nè, Thái Lan này có bán cái máy sinh tố mà nó xay thịt cũng được nữa. Để làm chi? Làm bà gì? Về cái buổi sáng ông vừa mới ngủ dậy, bà lấy cái chuối với hai cái dâu, cái bà bỏ vô máy sinh tố, cái bà bấm lên rè, cái bà mở, cái bà mở mình nó nát bấy rồi đó, cái bà mở ra bà hỏi anh, nó nát vậy đủ chưa anh? Xong rồi ông chưa kịp trả lời cái bà bấm nó rè, nó nát như cháo. Tôi thề với bà chỉ cần xay 3 ngày cho nó uống thôi, nó đi ngang qua mặt bà đi khúm núm vậy nè. Tôi không biết là khóm nấm chơi với tôi là tôi chéo giò luôn á. Biết, tại vì nó đi gây án cái gì là mình phải bắt ngay cái chỗ đó. Nó gây án xong là mình phải tịch thu dụng cụ hành nghề. Rồi giờ làm sao? Ê, nói nghe nè, có khi nào bà ngắn bà nói như vậy xong ngày mai nguyên cái Thái Lan này kiếm một cái máy sinh tố không khó luôn không? Thiệt, ai biết bà chỉ vậy mà. Không có chỉ cái chị em phụ nữ đó. Cho tôi coi ý kiến được không? Cái nói vậy? Đi, nói đi. Nói xong chưa? Xong rồi, chồng bà đâu vô đánh ghen giùm cho. Để từ từ tôi nói. Nói con mẹ này nó người ngắn mà hơi nó dài quá, tôi nói nó chen không nổi luôn vậy ta. Nói nghe đi nè. Nói đi. Nãy giờ là bà nói chồng ai vậy? Chồng bà. Hả? Trời ơi, chuyện nhà tôi không biết sao mấy bà biết. Đây nè, bà nói ba cái chuyện cái gì bà có bà trong đó nữa. Tôi là ông. À vậy. Ôi tôi lộn quá. Bà luôn hai bà. Trời đấy, tụi tôi là bà luôn rồi. Đây nè, tôi nói nghe không? Tôi không biết là chuyện trà xanh quánh ghen gì đâu, không chung thủy là chuyện của ai tôi không biết. Nhưng riêng tôi nói cả đời tôi hạnh phúc từ ngày lấy chồng tới bây giờ. Cái gì vậy? Tôi nói thiệt đó, cuộc đời tôi lấy chồng bây giờ toàn là hạnh phúc, tôi toàn là sung sướng không à. Nếu mà có khóc chăng nữa chỉ là giọt nước mắt sung sướng chứ chưa bao giờ khóc khổ vì tình mà biết không? Chồng tôi rất là tuyệt vời. Bà tán vô mặt tôi cái cho tôi tỉnh coi. Là sao? Chồng bà mà chung thủy hả?
tôi chặt cái đầu cho bà làm ghế ngồi chơi. Ủa sao vậy, cái gì vậy? Trời đất ơi, chồng bà ngày xưa là nổi tiếng nhất trường là đầu hoa. Ê, sao bà ngắt bà nói cái gì, người ta cứ vỗ tay hết bà. Ủa sao vậy? Nói cái gì cũng đúng hết á. Ủa phải không? Ủa sao chồng tôi mà mấy người vỗ tay là sao? Ủa là đúng không Ngọc? Làm như tôi nói chồng tôi chung thủy mấy người nào không tin hay sao á? Thôi ráng tin á, chồng bà chung thủy hả? Tôi nói nghe nè, tôi nói cái này tin tôi đi nha. Tin tôi cái này đó. Tôi lấy ổng từ năm 20 tuổi. Năm nay tôi 60 tuổi rồi, 40 năm trời. Ảnh coi tôi như nữ hoàng vậy đó. Cả một cuộc đời của ảnh chỉ biết có một mình tôi, chứ không biết bất cứ một người đàn ông nào. Ê, quên không? Không biết một người đàn bà nào khác. Ngọc ơi Ngọc, Ngọc nói mà đẹp liệu lưỡi luôn đó Ngọc. Một khi mà người ta có lòng tin là người ta nói không có bao giờ liệu lưỡi hết. Còn cái chuyện đó là không có thiệt. Tôi cho nên bà nói bà bị liệu lưỡi luôn. Không, thôi. Tôi thề, không tôi thề nè. Nếu mà cái show Anh Ngạn sắp tới mà có coi như chia tay ở một nơi nào đó, tôi thề tôi dẫn ông chồng tới trình diện. Bà dạ? Con cô bác và hai người. Rồi tôi gán tin. Bà cũng lựa lời, bà thề dễ sợ. Sao biết vậy? Là show này show cuối của ông Nguyễn Ngọc Ngạn mà. Ở, vậy mới thề chứ. Ủa, tôi gán tôi tin. Ủa tôi gán tôi tin mà sao chị này chỉ cười hoài vậy ta? Bà làm gì cũng không tin đi. Tin là tàu luôn kìa. Chồng chị hạnh phúc hả? Nó nghe nè. Gì? Nãy giờ tôi thấy mà kiểu như bà ngắn, bà kiểu như bà truyền kinh nghiệm về gia đình đồ hạnh phúc đồ này nọ, chắc là coi như là bà ở nhà bà đúng, giữ gìn hạnh phúc dữ lắm. Gia đình hạnh phúc lắm, ông chồng con đề quề. Tôi chưa có chồng. Sao vậy? Ủa làm sao? Làm sao? Nãy giờ bà chị quá mà. Ủa không có kinh nghiệm gì đâu. Trời đất ơi, tôi là đại gia Việt Nam bước xuống máy bay, ai hỏi tôi em biết trơn á. Tôi giàu dữ lắm, nhưng mà trời cái gì nó cũng phải có giá của nó. Tôi cắm đầu tôi lo làm giàu, tôi quay trở lại tôi gần 60 tuổi rồi. Đâu ai lấy tôi sao? Đúng không? Chẳng lẽ giờ tôi lấy là tôi lấy lòng trăng lúa. Lấy cỡ tuổi, trời đất ơi. Lấy kiểu tuổi này về nó héo queo. Tuổi này về, trời đất ơi, nó đâu đái trong nhà, nó đái ngoài đường. Tôi quê nha, bà nói tôi không quê mà cười vô mặt tôi quê nha. Cỡ này là đái ngoài đường không à. Họ gọi là đái đường đó. Rồi chưa tính nó về nhà ba cửa cơm, sáu cửa cháo, rồi bảy cửa thuốc nữa. Thành ra cỡ này lấy về nó héo queo, làm ăn làm uống vậy. Rồi bà lấy ai? Cỡ nào? Phi công. Hả? Phi công. Ly phi công. Trời, giờ bà giàu có đó mà bà mua cái phi trường luôn hả? Nguyên một cái hãng máy bay đó. Tôi đâu có mở hãng máy bay. Tôi là máy bay. Bây giờ tôi cặp phi công trẻ, tôi gọi là phi công đó, hiểu không? Là trẻ đó, phi công. À, cặp trai trẻ, cặp trai trẻ. Bây giờ đang có cái mốt đó, đúng trai không? Trai gì đâu có trẻ lắm đâu. Ê, nó nghe tôi 56, anh mới có 26 à. Ê nó nghe nè, nếu mà cái dòng mà kiểu như mà lái phi công giống vậy đó, có khi nào mà đang bay giữa chừng rồi cái bị máy bay nó bị overheat á, rồi cái phi công nó nhảy xuống, nó nhảy dù, nó bỏ lại mình bà không? Có chứ. Hả? Nó bỏ hoài. Ủa vậy hả? Nhiều khi tôi đi làm từ sáng chiều về mở cửa nó không còn phi công nữa. Cây dù cũng không còn. Nó nhảy lầu nó bỏ tôi luôn. Rồi sao? Cái tướng đây là phi công nó vừa lái máy bay nó vừa sửa đó nha. Đừng có sửa. Ở trên đây mấy cái nút vặn nó rẹo rào lắm rồi. Đừng tháo lắp. Nhiều khi tháo ra lắp vào nó dư dụng cụ đấy. Rồi vậy nghe. Sao? Nhưng mà mình cặp trai trẻ là mình phải có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm nữa. Sao? Bây giờ sao? Tôi vừa mới lấy về là tôi mua cho nó căn nhà liền. Trời ơi, vậy là bà bỏ tiền mua hạnh phúc rồi. Kệ bà, nó miễn có hạnh phúc là được. Vừa mới vô cho chơi điện tử từ sáng tới chiều tối. Ê, nó nghe nè. Gì? Nó chơi điện tử từ sáng chiều tối nó còn sức chơi bà không? Có. Hay vậy? Ông cho nó chơi điện tử từ sáng tới chiều, nó mờ mắt tối, nó đâu biết con nào trẻ con nào già. Ê cái bà này bà có chiều chiêu quá ta. Trời ơi chứ còn gì nữa. Tôi hỏi ông nè, con nít mà nó chơi điện tử chừng 3 tháng nó còn cận thị nữa, đúng không? Mấy thằng trai trẻ cho nó chơi điện tử nó bấm nè, tối nó mở lên là... Mình phải chơi. Ê nha. Coi như là sáng mai là máy sinh tố cũng hết mà game điện tử cũng hết. Thôi mà trời ơi. Ê, công nhận nha, nhiều khi ông trời ông sinh con người ra hay ghê nha. Xăng bà ngắn ra, cái bà ngắn có chút nè, cái bà lòi cái não dài ra. Cái não như ông. Ủa rồi giờ kép tẻ đâu? Kép tẻ đâu mà không mang theo? Trời đất ơi, thiệt tình luôn á. Sáng nay tôi mở cho mấy cái con đẹp nó bù lại. Hiểu không? Nó nhỏ nhỏ, nó xấu xấu mà nó có duyên. Nhiều khi mấy con đẹp lộng trời mà nó vô duyên hết sức luôn. Là sao? Vừa nó dẫn thằng kép lên máy bay cái đó đấy. Dạ chào, ủa hai mẹ con đi du lịch hả? Tôi muốn đạp nhỏ xuống máy bay ghê luôn vậy hả? Thua bao nhiêu tuổi mà nó nhận mẹ con? Thua có 30 tuổi chứ nhiêu, nhỏ 26, tôi 56. Rồi sao rồi thằng phi công? Nhỏ nó bỏ về luôn, còn mình nên tôi qua đây. Trời ơi. Buồn hết sức. Qua con mình à, đi coi thôi, nhưng mà không sao đâu. Tôi đi coi văn nghệ. Tôi hết có buồn rồi. Tôi qua tôi lấy 1 ngàn. Hả?
Hả? Đâu rồi, ta có vợ có chồng, ta có vợ đàng hoàng rồi lấy gì nữa? Có bao giờ thấy hình ảnh vợ lên hình đâu? Đó, tôi nghe nè, nói thiệt luôn á, giờ tôi thấy gặp lại bạn bè cũ ở đây. Vậy đi. Đó, đi đâu? Đi coi văn nghệ đi, đi coi văn nghệ. Gu bả lạ ghê, đang từ 26 mà nhảy lên 76 luôn á. Ủa vậy hả? Rồi lấy từ 26 giờ lên 76. Chăm sóc. Vậy chăm sóc về là cỡ anh Ngạn là chỉ có lao thôi à. Lao gì? Lao nước miếng với nước đấy. Bà sao bà bỏi lắm, bà nói cho người đi. Thì cục đó mà. Thôi đi, đi coi văn nghệ. Đi coi văn nghệ. Đi trời đất ơi. Hôm nay tôi bao cái gì vậy? Cái gì vậy? Những gì mà? Mơ liệu khớp, mơ liệu khớp. Cái gì vậy? Khách, để tôi nói. Để người Thái Lan gì ngộ quá, vô không có đưa cái mặt ra treo ghê quá. Yên tâm. Bạc Thu. Bạc Thu, Bạc Thu. Nó nghe nè, ông nói cái đó đóng cửa đi coi ca nhạc đi, kêu nó kêu cà tun, nó vô nó coi cà tun, tới bao giờ nó về? Không có, tôi nói Bạc Thu là mình đóng cửa rồi, kêu chạy về. Búa ra đây quá, bọn mấy lũ rương. Bay khăn đô. Ông nó nói gì vậy ba? Bay lời. Dịch. Tôi đâu biết. Dịch chết rồi, ông ở Thái rồi, ông không biết. Tôi ở Thái 30 năm tôi nói tiếng bòi không mà tôi biết có hai chữ Sawa đi cạp với cạp cun cạp. Trời ơi. Thì nó nói gì vậy mà muốn cạp người ta muốn cùi luôn rồi mà cạp hoài. Thì thường tôi biết như tôi nói nhiều mà. Bây giờ nói cái thằng này đi vô đây chơi vậy? Ai biết gì? Khun Martini. Hả? Khun. Khun. Nghiệp. Tự nhiên vô cái đòi hiếp mà. Thôi vậy. Ở Thái là có nhiều cái nó tào lao thiệt cái chứ. Ôi, hai cái gì nó vừa mới nói hiếp nè. Nó kêu là nhiếp là nhiếp. Nó kêu bà im cái mỏ lại đó. À nhiếp là mai mỏ. Mai mỏ lại. Ai biết tự nhiên nó kêu hiếp. Nhiếp ta ơi. Ai biết nhiếp. Dụt. Hả? Dụt. Nè nghe, bà đòi nó hiếp nó cứ nói bà nhục mặt rồi đó. Nó vừa nói nè. Không có, Ngọc. Nó kêu nhục, nó kêu là bà đứng im á. Cái gì? Bay đô. Mắt gì nó kêu tôi đứng im. Biết là kêu đứng. Ê, nó nghe là thằng này. Hòm bên kha môi, ao ngân mà. Tha khun mê ao ngân mà, bổng chạ kha khun. Kháo chạy mày. Cái gì vậy? Ao ngân mà. Nó kêu cởi đồ ra đó bà. Ở đây. Cái gì vậy? Không. Bà đừng có cởi gì không bà. Ai biết nó kêu à, kêu bà cởi đồ ra. Không có. Bà mà cởi là tôi bắn bà trước đó luôn á thôi. Mày trời, mày trời. Đây, tôi biết rồi. Cái gì? Kha môi khắp. Cá mồi, xin ba hộp cá mồi mấy má ơi. Không biết tiếng Thái. Cá mồi ba con gái Thái Lan đó. Bà bớt lại. Nó kêu cá mồi là tiếng Thái Lan, nó kêu là cướp đó. Hẹn mày, hẹn mày. Ê cái này leo xuống được không mấy má? Ẩm lên xuống coi. Bấm nút báo động. Bấm nút báo động. Nó có súng kìa. Nó nghe nè. Bấm nút báo động. Bấm đi kiếm cái chỗ nào, kêu công an đi. Ông mà báo động một cái tôi bắn nát sọ ông liền. Hả? Ê, ông bước ra vô rồi. Má ơi, nói tiếng Việt. Người Việt. Nó người Việt gốc Thái. Người Việt gốc Thái, người Thái gốc Việt. Trời, cái gì ghê vậy? Chết rồi. Sao? Mấy bữa nay TV nó đã đăng lên báo rồi. Nó có một thằng cướp vừa vượt ngục. Cái thằng này nó ghê lắm, cái mặt nó bị sẹo như vậy nè. Sẹo nó mới che kìa ba. Thì nó mặt thỏ mỏ dơi, mắt trắng giả môi thâm xì. Trời ơi. Nó ghê lắm, nó cướp của giết người ghê lắm. Trời ơi, nó ghê lắm. Hả? Ông vừa thôi nha. Mặt tôi không có phải là mặt thỏ mỏ dơ, hiểu không? Vậy chứ mặt sao? Này ông già. Dạ. Ông nhìn cho kỹ mặt tôi nghe chưa? Wow. Má ơi, nó đẹp như tài tử. Trời ơi, cái mặt này mới mặt cướp rồi ba. Gì vậy? Cái mặt của ông là mặt thỏ mỏ dơ nè, mắt trắng giả môi tâm xì. Trời ơi, cái mặt như ăn cướp nha, đứng kế bên coi. Thôi bà ơi, kia là trời, còn đây là giật. Thôi, mày giật thẳm luôn. Tôi nói bà nghe nè. Tôi bà. Tại bà không biết. Coi mấy cái phim bộ mà cái mặt đẹp đẹp vậy đó là nó giết người không gớm tay, cái mặt đó là giết người đó. Bình tĩnh. Ở đây tụi nó vô đóng phim hoài à. À đóng con, phim. Con vô đóng phim thôi. Ông đóng phim không? Ông là chủ nhà hàng này đúng không? Chú là chủ ở đây. Đem hết tiền ra cho tôi. Nếu không tôi bắn nát sọ ông á. Con ơi con. Hai ba tuần lễ này khách Việt Nam du lịch ở đây là đông lắm con. Nhưng mà người ta ăn đồ Thái mà không ăn đồ Việt. Chú không có tiền. Thiệt không? Thiệt. Hợp lý tôi tha, bước qua kia. Bước qua kia. Cạp khuôn cạp. Ba. Không, cô nói nghe, xin tha cô không có tiền. Bên Mỹ giờ sót nó màu đỏ lòm, con cô thua sót dữ lắm con ơi. Không có tiền. Bà xin là tôi tha hả? Chứ sao con? Bà có biết không? Biết cái gì? Bà biết một điều là bà rất đẹp không? Hả? Ủa, bà nhìn bà là tôi nhớ má tôi liền. Mà đẹp là tôi tha thứ hết, bước qua. Rồi, cảm ơn con nha, cho ở lại thăm má cho con. Qua đi. May mắn quá, đẹp là nó tha thứ, ngon lành. Ê, trời, mày kéo đi đâu xa vậy? Đi đâu? Xin lại đây. Em cũng đẹp mà anh. Anh cứ ba rồi nói một tiếng bà đẹp, bây giờ tôi bắn nát sọ liền.
có, anh coi chút xíu đi, em có đẹp không? Bên kia người ta đẹp thiệt, còn bà là bà xài 4 cái app vẫn chưa đẹp, bà biết không? Ráng nhìn đi vẫn đẹp mà. Hả? Bà nói tôi là gì? Tha cho em đi anh. Em? Dạ. Bà là em má của gì có. Em má là dì ba, tha cho dì ba đi con. Dì ba đứng yên cho tôi. Trời ơi, dì ba già lớn tôi. Đứng im là cái gì vậy? Bà ngoáy ngoáy cái gì vô người tôi? Ngắn ngắn ngắn, đứng im đi ngắn ơi, nó bắn bây giờ. Sao bà ngoáy vô người tôi hoài vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, chơi cái gì vậy? Em có thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Lý do tại sao nó cướp em mà nó rung em không rung? Tôi không có rung. Trời ơi, anh rung muốn banh cái vòng ba của em luôn. Bà nói tầm bậy tôi bắn rồi nha. Có rung mà. Điện thoại tôi. Dạ. Cầm cái súng thôi. Dạ. Cầm đứng im người à. Dạ. Ê bà đứng đậu đó. Anh cướp mà có trợ lý. Anh cướp mà trợ lý cầm súng cho mày. Ê ê. Mày quá trời mà ngắn bà vô đây. Dạ dạ dạ. Dạ em nghe bác sĩ. Dạ đúng rồi mẹ em. Dạ dạ. Bác sĩ cứ trả tiền, bác sĩ cứ lo mẹ em đi, còn tiền viện phí là em lo hết. Dạ. Dạ dạ dạ. Một tiếng nữa em gửi. Dạ. Dạ 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 bác sĩ nha. Bà đứng im chưa? Ê mày. Mày nghĩ sao ba đứa tao già như bà đòi ông ngoại mày vậy? Mà mày lấy cái súng giả vô mày cướp tụi tao. Hả mày? Bắn con mày bắt đó. Ở đây mày bắt không vậy? Ở đây bắt đó không? Từ 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 nè. Tỉnh ngắn ơi. Nãy tôi mới nghe nó gọi điện nè. Cái gì vậy? Vụ điện gì mà má con bệnh hoạn gì trong con điện thoại vậy? Dạ cô chú ơi. Ơi. Má con đang bệnh nặng lắm, đang nằm ở trong bệnh viện á. Rồi vậy là coi như là tiền chi phí bệnh viện là cũng cao lắm hả con? Dạ đúng rồi, đúng cao lắm chú. Chạy bà mày chứ. Tự nhiên cái má mày nằm bệnh viện cái mày cướp tao à? Trời, tao rung muốn xúc đồ luôn vậy. Từ từ đi bà. Trời ơi, sao bà cái gì mà cứ nhau nhau hoài à? Người đồng hương với nhau mà. Để đồng hương gì mà ở đâu? Quê Việt Nam mày ở đâu? Dạ thôi với dì ba là quê con ở dưới Long An á. Ở Long An rồi má mày nằm bệnh viện nào? Singapore. Trời đất ơi con. Ê mày. Mày có giá trị quá. Mày ở Long An rồi bệnh mày chuyển đâu lên Chợ Rẫy là quá rồi. Mày qua bên Singapore. Dạ không có. Tại cô không biết đâu, tại vì má con bị nan y cho nên là phải qua đó trị mới được. Rồi mày đừng có nói với tao mày mua vé first class mày nằm giữa ngửa qua thăm bả nghe. Thôi không có tiền đâu mà đi first class, con đi vé thường thôi. Đúng rồi, tội nghiệp nó mà. Dạ, má con mới đi first class. Thôi thôi. Cái thằng dạ, này nó giỡn mặt hoài. Má con nặng mà, nặng mới được. Thôi đó, vậy nó có hiếu với má nó mà được. Thôi được cái gì mà được. Bà từ từ đi đã. Cô chú ơi, cô chú tha cho con đi, con túng quẫn quá thật sự là con không có muốn ăn cướp gì đâu. Cô chú biết không, con làm từ bên Singapore luôn á mà không đủ trả tiền viện phí. Con nhà con đây bữa giờ con nộp đơn tùm lum hết trơn á mà không ai nhận hết trơn á. Con biết chú đây nè, là chủ nhà hàng ở đây. Nên là hôm nay con định vô xin vô chú làm việc ở đây nè. Xong rồi tự nhiên con. Ủa sao tự nhiên thì mình đã xin vô việc làm mà chuyển sang ăn cướp là tại lý do gì? Dạ tại con thấy cô. Thấy chưa, tại bà thấy chưa? Trời sắc đẹp tôi thao túng tâm lý nó dữ vậy hả trời? Cái gì vậy ngắn? Dạ. Anh vậy? Nghe con hình nhỏ nó nói cái gì? Sao mà tự gì sao mà vì cô mà tự nhiên con vô đây con cướp? Dạ thưa dì ba là dì ba không có đẹp nhưng mà dì ba nhiều hộp. Dạ một hộp của dì ba thôi cũng đủ chữa bệnh cho má con nữa. Dạ dạ ở đây ngay vậy. Quá trời mới chí à. Hộp này chữa được bệnh cảm mà con. Hộp giả. Cái gì? Hộp giả. Tại là sao? Thì đi đường xa thôi, ta đeo giả theo sự giả ta cướp. Thấy chưa, tôi biết nói mà. Bà này bà bán ở chợ Bến Thành. Trời ơi. Cái gì cũng vô. Thôi. Bây giờ như này tìm đi. Cách cứu vậy. Nó đi, tìm cách giúp nó đi. Cái gì tự nhiên nó cướp cái nhà vô cái giúp nó. Nè, nó giống như con mình vậy đó. Rồi coi như là xứ lạ quê người gặp nhau vậy thì mình giúp nó đi chứ. Đúng vậy. Gì? Tôi nghĩ như vậy nè. Rác rưởi mà mình còn có thể tái tạo thành được những vật có hữu dụng. Đúng rồi. Huống chi là một con người đẹp giống như vậy, phải nên cho cháu nó cơ hội. Vậy là phải giúp người ta hả? Dạ. Vật mình chạy hả? Lấy em đi anh. Lấy em một cái nha. Em mua cho anh cái nhà cái xe liền. Má nằm bệnh viện nào? Em mua vé first class em nằm về em qua thăm má. Chắc má của cỡ tuổi em mà phải không? Má hôm nay nhiêu? Cái này mà giúp gì? Cái này mà giết nhỏ thì có hả? Em qua bệnh nấu cháo đút cho má ăn. Trời ơi, nói cho anh rung động luôn. Rung tim luôn. Dì ba ơi, con không dám lấy gì đâu dì ba. Con xin lỗi dì ba. Chứ nha. Sao rung dữ vậy? Dạ tại con có điện thoại. Thằng này ngộ ghê, nó đứng gần tôi là có điện thoại à. Cái anten của bạn lạ ha. Dạ. Ai cứ người nào cái người đó rung à. Em nghe anh, có việc làm rồi hả? Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. 10 giờ tới 2 giờ sáng, dạ em làm, em làm. Mặc quần tam giác hả anh? Dạ anh mặc quần gì em cũng mặc luôn. Dạ miễn có tiền là được. Dạ dạ dạ, thì tối nay em tới đúng giờ nha. Dạ em cảm ơn anh. Bà ơi, vậy quần tam giác là gì vậy? Trời ơi, con mẹ nó ở Mỹ mà nhà quê hết sức luôn. Tối nay xong tôi dẫn đi coi. Hả? Ở đây nó nhiều cái show bận tam giác lắm. Vậy hả? Mở nhạc lên cái nó nhảy phăng phăng phăng. Nhiều khi nó vừa nó tháo tam giác tắt đèn nó rớt. Cái tôi la lên. Trời ơi,
Đảo cái gì mà không biết à. Rồi rồi. Ê con, khoan. Rồi mở tam giác lên rồi mày vô chổng mày làm gì? Mày có biết nhảy nhót gì không con? Dạ con không có không biết nhảy lắm, nhưng mà vì tiền phải làm thôi. Thôi thôi rồi, mày phải biết nhảy đàng hoàng, mở miếng nhạc cho nó nhảy coi. Mở miếng nhạc coi. Mở vô chổng nó làm được, tao đuổi chỗ ra cũng vậy à. Đó. Nhảy thử tao coi có được không? Nhảy được rồi. Nhảy đi. Nhảy. Ê nó nhảy được kìa bà. Ô ô. Vô nha. Giống nha. Còn đây sầu riêng rụng có một múi à. Ghê quá trời ơi. Ghê dễ sợ không? Bên kia người ta sexy, mà bên này trời ơi xì dắt mà còn bị quắt. Xì dắt gì quắt? Không có con xì luôn. Nhảy xuống. Không có con xì. Bên kia ta xì bà. Hồi xưa tôi đây tôi có nhảy bộ. Trước khi tôi làm chủ nhà tôi có nhảy ở đây. Cái đó gì? Trời ơi 20 năm về trước cái gu người ta mặn vậy đó hả? Không có, tôi xuống nhảy được lắm. Bây giờ cái bụng nó hơi nhô chút thôi. Chú ơi, vậy cô chú tha cho con, để con đi làm nha cô chú. Nghe nè, nghe cô nói nè. Dạ. Làm cái nghề đó nhiều khi cũng vất vả lắm. Tôi sao đã... mà biết vất vả, sướng lắm. Thế vậy là có tiền à. Giờ nó đã dữ lắm. Bà bảy ấy, người biết rồi vậy. Nhìn ra con mẹ này, nó sướng, để tôi nói. Trời ơi, con tôi mà. Đấy nè, vậy nè, không mấy con giờ bà tôi... đẻ nào gì? Hả? Mà kêu tôi tiếng, tôi kêu tôi bằng tiếng má cho rồi con mà. Hả? Mami. Gì vậy con? Chứ bây giờ Ngọc muốn nói gì? Tôi nói nghe nãy giờ thôi, mình gặp nha, mình giúp nó đi, hiểu không? Giúp. Ông coi sao ông dẫn nó vô làm. Còn tôi bà còn như mình chàng ra mình giúp cho nó, giúp má nó một chút đỉnh. Ôi trời ơi, tôi cái gì cũng có chứ, có tiền là tôi có nhiều lắm, bị tôi giàu mà. Tôi thấy như vậy. Đồng hương Việt Nam với nhau ở nơi xứ người mà, đúng không? Dạ. Giờ con vất vả vậy mà nhà hàng chú là cũng đang thiếu người phục vụ. Dạ. Rồi bây giờ con cứ vô làm việc cho chú. Dạ. Rồi chú ứng cho con chút ít tiền để con qua con giúp má con trước. Ủa thiệt gì hả chú? Dạ, chú nói một... Nhưng mà như vậy. Dạ. Ở đây có ba đứa mà, một mình tôi giúp thấy nó cũng kỳ, đúng không? Giờ tôi giúp 10%, còn lại 90% hai ba giúp. Tôi 10% còn 80 bà giúp đi. Bà nào giúp á? À, mua cái vé lấy em đi anh. Thôi kệ, tôi giúp, tôi bao chót cho yên tâm. Rồi tôi bao chót. Rồi vậy đi đó. Bà suốt ngày cứ lấy qua lấy lại hoài. Tôi nói là bà đó, giờ tìm cái người nào mà nó có nó vừa vai phải lưới với bà thôi, hiểu không? Đó lấy cỡ như tầm nhan sắc đồ trung bình giống bà nè đó. Cái tóc chớt chớt lên nè đó. Cái mặt là xấu xấu nè. Cái răng hô hô nè đó. Bà có những người lao động hửi vô mùi là thấy mùi dầu chiên hợp với bà hơn, hiểu không? Đó. Thấy chưa? Thấy hợp chưa? Xứng đôi vừa lứa chưa kìa. Gì vậy? Làm gì mà tự sát sát với tôi vậy? Ủa? Hồi nãy tôi thấy từ ở lầu 12 mà tự nhiên bấm thang máy xuống dưới tầng trệt chi vậy? Tầng trệt nó vừa tầm. Thái mùi dầu mỡ. Thái cái mùi dầu chiên mấy cái cứng cứng già già. Ăn nó đã. Khỏi chấm nước mắm vậy trơn. Chấm sốt mayonnaise. Nó giòn giòn cứng cứng. Nè tôi nổi hết trên nhà luôn. Ngày xưa như hai người đừng có yêu nhau trong thời trung học đúng không? Bậy. Ổng yêu tôi thôi, còn tôi yêu chồng bà. Trời ơi, đòi yêu chồng tôi hoài vậy. Thôi được rồi. Cô chú ơi. Gì? Vậy là mọi người giúp con hả? Giúp con. Dạ con cảm ơn. Con mang ơn mọi người nhiều lắm. Mọi người biết không, ngày mốt á mà con mà giàu cái hả, con sẽ giúp lại những người khó khăn giống như con vậy đó. Trời ơi, nó không có một đồng xu trong túi mà nó đòi giàu. Dạ sao con giàu được con? Chắc chắn con giàu mà. Vậy à? Dạ con có lối đi riêng của con. Hay đâu quá, đâu con à? Kế hoạch luôn hả? Dạ. Bây giờ con vô nhà hàng của chú này làm. Đúng rồi. Con chăm chỉ phát triển thương hiệu nhà hàng của chú này. Quá tốt. Vươn tầm thế giới. Quá hay. Con đợi đến một ngày. Ngày nào? Chú này chết. Chú để lại gia tài cho con, vậy là con giàu thôi. Ở đây ai cũng gọi chú là Mr. Nguyễn. Đúng rồi, tên là Nguyễn, còn cô là Ngọc. Cô tên thiệt là Ngạn, mà mấy người này kêu cô ngắn cho tôi, cô tên là Ngạn. Dạ, vậy con cảm ơn Nguyễn Ngọc Ngạn đã thay đổi cuộc đời con. Trời đất ơi, hay quá, còn chuyện gì nữa đâu, nói chờ rồi về nè. Chắc là đây là một trong những cái show mà tạm biệt chú Ngạn. Ở tại Mỹ thì Việt Hương cũng đã xin phép thay mặt nhóm kịch để nói lời chào tạm biệt chú.
nói rất rất là nhiều tâm sự về cái hành trình Việt Hương và Hoài Tâm thì đi vào Thúy Nga nay 14 năm và cái kịch đầu tiên chú viết cho hai đứa là cái vở kịch Tiệm Chè Hảo Ngọt. Còn cái người mà chắc là làm việc nhiều với chú nhiều nhất và cũng như là ở bên cạnh chú trong những lúc đọc chuyện ma là cái giọng của chị Hồng Đào. Em mời chị nói vài câu về chú Ngạn sau khi tạm biệt và chị mong muốn chú có quay trở lại không? Thực sự ra thì Hồng Đào có dịp làm việc với anh Ngạn thì có một cái như thế này nè, là khi mà anh Ngạn lên đến đỉnh cao, khi là anh Ngạn làm 5 năm trời, khi mà lần tiên Hồng Đào làm việc với anh Ngạn thì anh Ngạn nó 5 năm mà lên đỉnh cao rồi. Nhưng mà cái người mà luôn luôn muốn anh Ngạn retire, muốn nghỉ ngơi đó là chị Ngạn. Lúc nào anh chị cũng muốn là anh nghỉ ngơi, bởi vì chị nói là thôi thì mình nghỉ ngơi ở trên một cái đỉnh vinh quang thì nó vẫn hay hơn. Nhưng mà rõ ràng là tất cả mọi người khán giả, tất cả những tình thương khán giả đã làm cho anh Ngạn níu kéo cho tới ngày hôm nay. Thì Hồng Đào nghĩ là bao nhiêu năm đó cống hiến cho cái ngành nghệ thuật của hải ngoại cho khán giả, thì Hồng Đào nghĩ là đã để lại một, phải nói đây là một tài sản, một di sản để cho văn nghệ, để không phải là bây giờ đâu mà nghĩ là con cháu mai sau này có thể lục lại, coi lại để mà thấy là cái nền văn hóa hải ngoại như thế nào trong cái thời gian thế này, và đó là điều đáng quý. Nhưng mà Hồng Đào có một cái may mắn là anh nói là anh retire trên sân khấu thôi, nhưng mà anh vẫn tiếp tục đọc truyện ma với cô. Để, cho nên là Hồng Đào nghĩ đây là Hồng Đào rất hạnh phúc, bởi vì sau đây Hồng Đào vẫn còn được làm việc với anh Ngạn. Trước hết là xin cảm ơn ban kịch. Vâng, quả đúng như vậy. Hồng Đào, Việt Hương, Hoài Tâm làm việc với tôi quá lâu rồi, hiểu được tính nết của từng người và hiểu được cái khả năng của từng người, cho nên viết kịch nó rất là dễ. Thôi không có nhiều lời, nhưng mà hôm nay có một cái đặc biệt trùng hợp. Ngày 15 tháng 10, thưa quý vị, đúng là ngày sinh nhật của Việt Hương. Vậy thì Happy birthday to you. Đúng. Happy birthday to you. Đáng lẽ là phải happy birthday, nhưng mà xin thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga, và nếu quý vị cho phép tôi được thay mặt quý vị thì chúc Việt Hương tất cả những sự may mắn trong cuộc sống kế tiếp. Em làm cái gì mà tay em hôi hành quá vậy? Trời ơi, thì mới nấu bếp xong mới rửa tay sạch sẽ nè. Đi vô rửa tay đi. Anh làm gì mà anh chăm chú vô cuốn sách gì cho em coi coi. Đưa đây cho em coi. Đâu có gì đâu. Hả? Cuốn sách này để dành riêng cho đàn ông coi mà em coi làm cái gì cái. Trời cuốn ơi, sách này mà. Có cuốn sách dành riêng cho đàn ông mà chăm chú vậy tôi biết rồi. Hình đàn bà không mặc quần áo phải không? Không phải hình đàn bà. Cái hình gì? Hình đàn ông. Trời đất. Không sao. Trời, em làm anh lộn xộn, em không biết nói cái gì. Cái sách này á là đàn bà với đàn ông chụp chung. Mày mối anh cho em coi. Thôi đưa đây cho em coi đã. Thôi cái này không có coi được. Anh bây giờ anh có nhiều cái hành vi kỳ cục lắm nha. Em nói thiệt, sáng nay anh nói anh lên hãng nè, anh họp quan trọng, sao giờ này anh chưa đi? Bây giờ mới có 7 giờ sáng à em ơi. 7 giờ hồi nào trời, chưa trời cho chật 11, 12 giờ trưa rồi. Thôi chết rồi, cái đồng hồ anh nó chết. Nó chết nghĩa là không có chạy được rồi. Thôi bây giờ em vô em lấy áo đi anh. Lấy cái gì anh kỳ cục lắm á nha. Mai mốt về anh cho em coi. Nhớ đó. Anh sao đâu á. Trời ơi, đúng là đàn bà thiệt tình là cái gì cũng tò mò. Nói hoài khi nào cũng tò mò hết trơn á. Nè, cái áo được không? Được. Đó rồi.
Thôi giờ anh đi nha. Nhớ ngày chiều cũng sách là tôi nghi lắm á. Em làm cái gì mà hôm nay em mặc đồ đẹp dữ vậy? Thì anh đi lên hãng em cũng đi công chuyện chứ bộ. Ừ thôi đi rồi anh lát nữa nha, ráng đóng cửa nha. Giờ anh rồi. Đi á. Ha ha. Trời ơi, chồng con cái nói đi là đi vậy đó hả? Chứ gì nữa. Nè. Quỷ sứ gì đâu không. Chồng tôi kỳ ghê nha, đưa má quánh vô đây à. Mới vậy toàn là trọt chẹt hoài tới giờ chưa có đứa con nào hết trơn á. Thiệt tình vậy đó à. Mà cái ông này sẽ kỳ cục, bây giờ hành vi kỳ cục chị lắm. Chị Ngọc ơi, trời đất ơi, tôi gặp chị tôi mừng quá chị Ngọc. Trời đất ơi, tôi thiệt cái chị nha. Gì vậy? Mời chị ngồi. Trời ơi, nhà tôi mà anh mời là sao? Thì chị không mời tôi mời cũng vậy hả? Ngồi đi. Cái chuyện gì? Trời ơi, tôi nói chị nghe nè. À. Nguyên một đêm ngày hôm qua chị. À. Tôi tức tới nỗi tôi ngủ không được đó chị. Sao vậy? Ờ. Sao ngủ không được? Chứ sao? Ăn bậy ăn bạ Tào Tháo được phải không? Phải. Như Tào Tháo còn hơn Tào Tháo chị. Cái chuyện gì? Thì có tôi vậy nè chị. À. Mà người ta nói tôi bà tám. Chắc tại nhiều chuyện quá chứ gì? Đó đó đó. Chị cũng nói vậy được à? Tôi nói chị nghe số là gì? À. Chị biết vợ chồng Linh Kèn không? Biết chứ, trời, hai vợ chồng hạnh phúc lắm á, dễ thương lắm á. Ờ, hai chồng dễ thương lắm. À, vậy à. Mà từ rồi chị biết không? À. Tôi đi ăn vô nhà hàng. À. Tôi vô nhà hàng tôi thấy anh đi ăn với cô nhỏ nào chị? Hả? Cái gì? Sao? Đang nhỏ nào, nhỏ sao nhỏ trà và hai trẻ mà nhỏ sao nó nói gì mà ăn cái gì mà ăn món gì mà nó xong nói luôn. Đó, vậy với bà tám nè. Mà tám cái chuyện là xíu xíu quá. Tôi hỏi nóng giùm chị, người ta tôi hỏi. Nóng cái gì? Chị phải bình tĩnh nghe tôi nói nè. Rồi. Tôi nói chị nghe. Tôi thấy anh đi ăn cái nhỏ nào á. Phải không? Mà hai người hình như nhìn nhau bằng cặp mắt kỳ lắm. Rồi thôi đúng rồi, đúng rồi. Không giống như là cặp mắt tôi nhìn chị. Rồi sao nữa? Rồi xong rồi hai người nói chuyện với nhau. Nói chuyện. Cái tôi thấy anh tự nhiên anh vuốt tóc con nhỏ chị. Vuốt tóc con nhỏ. Rồi con nhỏ tự nhiên nắm tay anh bóp như này. Trời ơi, đúng rồi. Thôi đúng rồi. Rồi sao đó, nữa? Xong rồi chị biết sao không? Tôi thương ảnh. Tôi thương cái vợ Linh nữa. Chuyện gì ông? Vợ anh ta ông thương coi chừng ôm đầu máu à. Không phải, tôi thương tình bạn. Rồi sao tôi nữa? Tôi mới suy nghĩ coi. Tôi sợ tôi nói thì tôi nhiều chuyện. Mà tôi không nói thì tôi ngứa. Bởi vậy tôi mới về tôi suy nghĩ chị. Rồi. Tôi mới gọi cho vợ anh. Trời ơi, anh kể cái vụ đi ăn với con bồ cho vợ anh Linh nghe. Không phải, tôi nói khéo lắm. Nói sao? Tôi nói sao? Khéo lắm. Tôi suy nghĩ trước cái điện thoại 5 phút đồng hồ. Rồi. Tôi bắt điện thoại tôi gọi. Rồi nói anh sao? Tôi nói nhẹ nhàng lắm. Nói vừa phải đừng có làm. Tôi nói chị Linh nè. Tôi thương vợ chồng anh chị lắm. Tôi nói cái này chị đừng có ghen nha. Rồi tiếp tục. Đó, tôi nói vậy thôi, tôi nói nhẹ thôi. Tôi nói tôi thấy anh đi với con nhỏ nào đó. Rồi anh vuốt tóc con nhỏ. Rồi nhỏ bóp tay ảnh. Đôi mắt rưng nhìn nhau. Rồi chị Linh chính làm sao? Chị nói cảm ơn anh nha. Một liệt cái. Chết rồi trời ơi, cái trái nhà anh ơi, ghê trái quá. Trái nhà nói vậy thôi mà ghen á. Sao buổi tối ba gọi ba chửi tôi. Hả? Ba gọi ba chửi tôi đã, hoặc ông gọi ba chửi tôi. Trời ơi, vợ chồng gì vô lý vậy? Người ta giúp cho để ngăn cản ba cái vụ bồ bịch đó. Mà tự nhiên chửi là sao? Kỳ cục quá, hai chồng kỳ cục quá hả? Thì bởi vậy. Mà tại sao chửi? Chửi tôi nói tôi nhiều chuyện. Nói là ảnh không phải đi ăn với nhỏ nào hết á. Đó là nhỏ em gái của anh ở tiểu bang khác qua thăm ảnh. Đó. Mày theo cho Linh dây sao vậy? Bởi tôi nói rằng mấy thằng cha đàn ông mà có bồ nha, nói láo dễ sợ. Tôi hỏi nè, em gái ngồi ăn với em gái tại sao lại vuốt tóc rồi nắm tay rồi mắt rưng, thấy không? Làm sao vậy được chứ? Không phải. Sao? Tại phần vuốt tóc với nắm tay tôi nói thêm. Trời ơi anh. Kỳ lắm chị ơi, mà kể chuyện cho người ta nghe phải thêm mắm thêm muối. Chú Phước ơi, trời ơi chết đó, trời, phá gia ca người ta vậy là chết, đừng có thêm bậy thêm bạ nữa. Tôi nói được rồi, tôi khỏe quá. Tôi xin phép chị, tôi về tôi ngủ tiếp nha. Rồi đi. Trời ơi, tôi mệt quá. Nói vậy đó, không nói tôi ngứa miệng. Ủa, mà quên nữa, trời ơi, cái chuyện tránh mà tôi quên nữa. Chuyện gì nữa? Rồi, tôi mới tìm chị ông thầy bói. Hả? Gì vậy? Có thầy bói hả? Thầy bói ở gần nhà mình không hả? Thầy nào vậy? Coi chỉ tay hay là coi bói bài hay coi gì? Trời ơi, tôi mừng lắm nha, tôi đang cần thầy bói. Muốn thầy bói, tôi quá. Thầy bói. Thấy không? Bởi vì mấy bà mà nghe tới thầy bói giống như là mèo thấy mỡ. Thôi, tụi ta có chuyện bực mình đang có khúc mắc ở trong đầu cái nè. Trời ơi, chị ơi. Cái ông này ông coi hay quá chừng trời chị ơi. Vậy hả? Ông coi vô cùng hay. Vậy hả? Anh coi chừng anh biết. Trời ơi. Tôi coi rồi tôi mới nói. Trời vậy hả? Coi sao? Tôi không bao giờ nhiều chuyện hết á. Rồi tôi sao? Thấy chính mắt tôi mới nói. Vậy hả? Tôi đi coi rồi chị. Chị biết không? Tháng trước. Tôi bị mất cái bóp. Tôi tìm hoài không ra. Rồi. Tôi mới tới tìm ông. Rồi tìm ông thầy bói. Ông hỏi tôi một câu như vậy thôi mà ông đoán được á. Sao nói đi. Ông nói con ơi. Lần cuối cùng con gặp cái bóp ở đâu? Tôi nói vậy thôi, ông nói liền. Dạ thưa thầy, lần cuối cùng gặp cái bóp ở nhà. Ông nói rồi, cái bóp con mất trong nhà. Hay quá. Trời ơi mày. Hay quá. Thầy bói là tâm lý rồi, hay quá. Tâm lý. Còn nghĩ nữa. Rồi tôi hỏi thầy ơi, con tìm hoài không ra. Nhờ thầy tìm giùm con. Ông hỏi một câu thôi, ông biết liền. Ông nói dạ thưa thầy, con tìm hết ở trong nhà rồi. Rồi. Chỉ còn cái toilet con chưa tìm. Trong toilet là chưa tìm. Ông nói bây giờ con về nhà tìm trong toilet. Rồi anh sao? Tôi vô toilet thấy ở dưới toilet. Trời đất ơi, ông còn quá hay chị ơi. Hay quá. Trời ơi, hay quá. Nhưng mà nó nghe nè, sau khi tìm cái bóp rồi đó, còn tiền trong đó không? Không. Trời ơi.
Vậy thôi tìm bóp làm chi? Không phải tại tôi nhờ ông Kiệm cái bóp mà quên nói tìm tiền. Ồ vậy hả? Ờ, tôi tức nữa chị. Tự nhiên cái bóp trong nhà có mình tôi nhớ bộ tôi à. Rồi tự nhiên mất à. Cái tôi mới hỏi ông vậy, và thầy có biết ai lấy không? Rồi ông nói sao? Cái ông hỏi như vậy thôi là ông biết người lấy nè. Ông hay hỏi quá ha. Ông nói dạ thưa thầy, bữa đó là ở nhà con chỉ có nhớ bộ con thôi. Rồi sao bữa đó nó mất tiêu luôn. Tức là sao cái bữa mất tiền nó biến mất? Ông nói rồi, con nhớ bộ con lấy. Hay quá. Ngày chốc mấy bữa sau tôi kiếm mày không ra. Trời, hay quá thôi. Hay quá, tôi nói anh nghe nè, anh quen ai, anh quen cẩn thận người đàng hoàng, quen đừng quen bậy bạ, trời ơi chết á. Thôi ai biết được nè. Hay quá, tôi nói anh nghe nè. Nhưng mà cái ông này tôi kêu chị nha. Ông ở đâu vậy? Ông ở vùng này không? Thầy bói tôi coi hết mà sao tôi nghe lạ quá. Ông không phải cái vùng này. Ông Bình Miên á. Bình Miên. Lâu lâu ông tới qua đây chơi thôi à. Bình Miên là coi hay lắm nghe, bùa phép dữ lắm á. Ông là đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Tử đó. Đệ tử chân truyền của Cốc Tử. Ông tên gì? Người ta Quỷ Cốc Tử, ông Quỷ Kiếm Sầu. Trời ơi, cái tên này lạ quá. Lạ lắm, trời, hay chưa lắm bao giờ. Chú nói nghe nè. Bây giờ vậy hãy giúp tôi đi, tôi đang có chuyện bực mình lắm. Hay không hãy lấy hẹn coi giùm tôi được không? Rồi tôi hẹn chị rồi. Dạ hả? Biết bà mê coi bó, tôi hẹn tuần sau gặp chị á. Bậy, trời ơi, tuần sau tôi chết, tôi đang bực mình lắm. Có chuyện mình hả? Có chuyện gia đình bực mình, kêu liền tới giờ giải quyết liền. Dạ hả? Tôi thích làm rẹt rẹt vậy đó. Bà phải bực mình liền hả? Tôi gọi bà nhà để thử luôn nha. Ông này ông cũng nể tôi lắm á. Rồi ráng. Hello. Dạ thầy, dạ. Con dạ thưa thầy. Dạ con là Phước cây xăng à thầy. Dạ không, con phải chủ cây xăng, con bán cây xăng. Dạ thưa thầy, có bà này muốn nhờ thầy coi được không thầy? Dạ ngày mai á thầy. Ngày mai? Ngày hôm nay. Dạ không được thầy, bà nóng lòng lắm thầy. Tại vì bà này bà tuổi dần, bà nóng tánh lắm. Dạ muốn coi liền ngày hôm nay. Dạ bà này bà còn trẻ. Dạ bà mới có chồng lâu rồi mà chưa có con. Dạ chồng bà lớn bà 3 tuổi. Dạ gì vậy? Ủa, tự nhiên nói à? Dạ, không có nha thầy. Dạ, thầy tới liền hả thầy? Dạ. Tới liền không? Nhà chị đâu? Hả? Địa chỉ. Nhà tôi hả? Số 17 Philippe Mignon. Con nhà bà bò hả? Hả? Dạ, bà số 17 Philippe Mignon. Dạ, thầy tới liền hả thầy? Dạ, cẩn thận. Đúng không, trời ơi. Bà hờn quá. Được rồi, hờn quá, tôi nói anh Phước nghe nha. Trời, tôi nói con người tôi tin ở cái số dễ sợ lắm. Tôi tin kinh khủng vậy đó. Tôi có một nhỏ bạn nha. Tao nay nó thích lấy chồng bác sĩ lắm. Nó cặp toàn là bác sĩ. Nó cặp cha bác sĩ tim nè, cha bác sĩ phổi nè, cha bác sĩ phật mề nè, cha bác sĩ lòng nè. Trời ơi. Hả? Chị kể lộ bác sĩ nghe thèm phá lấu à. Không, lòng là bác sĩ ruột đó. Trời ơi, bên cơ quan bên trong đó. Gọi là bác sĩ nội tạng. Nội tạng đó. Vậy mà cuối cùng nó không lấy được bác sĩ. Chết không, tội nghiệp không? Trời ơi. Mơ lấy bác sĩ không lấy bác sĩ, vậy lấy ai vậy? Tỷ phú. Đó, trời ơi, tự nhiên nó thấy cha tỷ phú đẹp trai mà giàu mà độc thân, trời ơi, nó bỏ anh bác sĩ lấy tỷ phú, có phải là cái số không? Đúng là cái số mà trời. Bởi vì tôi nói cái số hết. Bây giờ chị lo sửa soạn nha. Rồi tôi sửa xong. Tôi đã đoán ông này khó lắm. Ông kiếm nhà mà không ra là ông đi vậy đó. Ông gần dữ vậy? Không, ông bay không mà. Vậy hả? Ông Quỷ Kiếm Sầu mà. Trời ơi. Trời ơi, ráng đùng con. Dạ. Tức ông. Ê. Ông vô tới rồi. Dạ, mời thầy vô. Cái thì cái hạt. Dạ, cái thì cái hạt. Thôi thì thôi. Cái hạt tôi không đẻ. Cái hạt tôi không đẻ. Rồi cái gì vậy? Trời ơi, nãy nghe cái gì mà cay đẻ, cay làm sao đẻ được? Không nói phải. Cái ông này, ông bên Miên, ông nói tiếng Lào. Hả? Ông nói là tướng bà đẹp lắm. Nhưng mà đừng có đẻ nhiều. Đẻ nhiều xấu. Thank you. Nói nghe nè. Gì? Nhưng mà ông có biết tiếng Việt chứ, tiếng Biên, tiếng Lào sao tôi biết tôi hỏi được. Trời ơi, em chọc ông đi, ông chửi cho nghe. Dạ. Ông làm tiếng Việt lắm. Để tôi chào nha. Dạ, chào thầy. Nói nghe nè. Gì? Bộ cha đuôi sao đây mắt kiến đen từ lùi vậy? Không. Ê! Bậy bà. Dạ. Đeo cho nó có vẻ huyền bí rồi chứ đuôi mẹ gì. Đừng nói bậy. Dạ. Dạ, xin giới thiệu với bà. Dạ. Đây, dạ. Chim tinh gia, quỷ râu xanh. Không phải, phải. Quỷ Kiếm Sầu lộn. Dạ, mời thầy. Dạ, mời thầy vô. Dạ, mời thầy. Dạ, mời thầy ngồi. Dạ, mời thầy ngồi. Dạ thầy nghe nói chắc thầy không phải người vùng này phải không thầy? Tại vì thầy bói đây em quen hết mà sao thầy thấy mặt thấy lạ quá à thầy? Tôi là người Campuchia. Dạ, biết người rồi. Người Việt gốc cây. Hả? Không biết. Dạ, nghe anh Phước anh nói thầy coi đúng dữ lắm, coi đúng 100% luôn phải không thầy? Không phải tôi coi đúng. Dạ. Nhưng mà từ cái bộ bài nó nói đúng thôi. Vậy hả? Ông bù phép ghê gớm lắm. Thế ông bà có bao giờ thấy cái bộ bài này chưa? Dạ chưa, trời bài em rành lắm, coi như xì phé, xì dắt, cắt tê, sập sắm. Bài cài em rành lắm, mà cái bài này sao chưa biết thầy? Đây là bộ bài Tarot.
Người ta mới tìm thấy trong kim tự tháp ở Ai Cập. Bên cạnh dòng sông Nin đó. Em biết rồi, cái sông Nin nó cạnh sông Sen á. Dạ, sông Sen bên cạnh dòng sông Hương á. Quy, quy. Thế hai người có đọc lịch sử về Ai Cập không? Dạ, giờ đâu đọc thầy. Thế thì lại còn càng không biết nữa. Dạ, dạ. Vua Pharaon của Ai Cập trước khi chết thì triều đình có định chôn theo 300 cung nữ để xuống dưới suối vàng hầu hạ vua. Trời ơi, vua nào sướng vậy trời. Ông chịu không thầy? Không. Trời ơi. Vua không chịu, vua chỉ xin chôn theo cái bộ bài này xuống dưới tuyền đài để coi bói cho những người bên kia thế giới thôi. Vậy à? Em biết ông vua này vua gì rồi. Vua gì vậy? Cung nữ mà không chịu là vua bóng rồi. Ê, thôi. Nói bậy bạ mà. Mà em thắc mắc vậy, tự nhiên sao chết hết số rồi còn coi bói làm chi nữa mà chôn bài làm chi vậy thầy? Phong anh Phước. Đúng rồi thầy. Thôi bà tập trung đi để tôi coi cho bà nha. Dạ dạ bà, tập trung. Tập trung đi. Dạ. Đó, ông nhập đó, ông vô đó, Trời quá linh thiêng, bùa phép quá linh thiêng. Quá vậy. Đừng túng kia kỳ lắm thầy. Bù phép không bao nhiêu. Thấy ghê không? Đó. À, rồi. Cái gì vậy? Ghê quá, ghê quá chú Phước ơi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Xin lấy số thứ tự. Trời đất ơi. Ủa sao kỳ vậy? Thôi, trời nó nghe anh Phước ơi. Sao? Bây giờ rước tới rồi để một mình tôi coi chú coi làm chi rồi vô rồi lạc quẻ làm sao? Tôi đâu coi đâu, mình chỉ coi mà. Chứ lấy số thứ tự làm chi? Ai biết. Thầy. Dạ có người coi lấy số thứ tự chi thầy. Dạ. Bố tôi mà muốn gặp tôi cũng phải lấy số thứ tự. Đợi. Gì? Không có tật. Mà có tật thì có tài. Ủa vậy hả? Dạ phải lấy phải không? Dạ lấy, dạ lấy số thứ tự. Dạ. Tôi số 1. Hay quá, hai người bà số 2. Tôi số 1, dạ. Dạ, dạ có số rồi thầy. Số 1. Dạ, dạ đây thầy. À, dạ thầy ơi, à, em nói thầy nghe nè, bây giờ đặt tiền quẻ trước hay là coi xong rồi mới trả tiền hả thầy? À, cái chỗ quen biết với chú Phước à? Thôi để tôi coi cho bà xong, nếu tôi coi trúng thì bà trả tiền cho tôi. Ờ vậy hả thầy? Dạ bao nhiêu hả thầy? À, nếu tôi coi trúng thì 300. 300? Trời đất ơi, vậy còn nếu coi sai sao thầy? Coi sai tôi bớt cho bà 10 đồng. Trời nhưng mà bà không thể nào hỏi câu sai với tôi được, với dạ. Thầy nào thì được, nhưng với tôi xin bà miễn cho. Dạ. Vậy hả thầy? À, thầy em nói thầy nghe nè, bị chuyện này chuyện cũng chuyện gia đình riêng tư á thầy, cho nên em nói với thầy rồi thầy giải quyết giùm em, đừng nói cho ai biết, em không thích ai biết hết nghe thầy nghe. Dạ đúng rồi thầy. Dạ. Chuyện riêng tư thầy đừng nói ai nghe hết. Dạ dạ. Tức là bà không muốn cho người khác nghe chuyện riêng tư. Dạ không, đừng cho ai nghe hết. À, nghe đừng, nó nhiều chuyện lắm, chị em với thầy thôi hả thầy ha. Dạ bà không muốn người thứ ba biết đâu. Dạ. Dạ. Thế anh người thứ mấy? Dạ em người thứ ba. Ủa mấy người thứ ba? Một, hai, ba. Ủa? Vậy ai nói tôi gì chuyện nữa tôi chửi á. Bây giờ xin phép thầy vô, em vô thầy. Ờ vô bếp là lo làm tôi nước cho thầy. À, đi nha. Dạ. Thầy thầy nói nhỏ, cái tật em nghe hay kể. Vô lo nước giùm đi. Dạ dạ. Cái gì vậy thầy? Ba tuổi dân. Trời đất ơi, thầy hay quá vậy thầy. Trời làm như là có ai nói cho thầy biết rồi đó. Dạ em tuổi dần thiệt đó thầy. Trời mà không có thầy bói nào mà đoán em, thầy coi tướng em bữa có chỗ nào giống con cọp cái lắm sao thầy đoán tuổi dần thầy. Cái mạng bà xui quá. Cái sao? Tuổi này xui quá. Dạ đúng rồi thầy ơi, cho em khổ tinh thần lắm thầy ơi. Tôi nhìn thấy là bà từ lúc sinh ra cho đến lúc bà chết đi. Dạ. Bà chỉ có đúng một ông chồng. Trời ơi sao em thiệt thòi dữ vậy thầy. Trời ơi vậy là em thua bạn, em thua bà quá trời. Mấy con bạn em con đảm 2-3 đời chồng xem có một đời vậy thầy. Trời có cách nào cải số được không thầy? Ở bên Việt Nam thì khó, nhưng mà mấy cái nước Âu Châu thì dễ. Nhưng mà nhất là Mỹ thì bà cứ chọc cho ông chồng mà đánh cái ly dị là xong. Dạ. Nhưng mà tôi nhìn thoáng qua bà sẽ có một cái tin vui. Tin vui lớn lắm, 2 năm nữa mới ứng nghiệm. Tin vui lớn lắm, 2 năm nữa ứng nghiệm em biết rồi. Chắc là trúng số mà không thầy? Vui hơn trúng số. Trời cái gì mà còn vui hơn trúng số nữa thầy? Bà già chồng bà sẽ chết. Trời ơi khỏe thầy ơi, vậy khỏi gây lộn, khỏi hầu hạ thầy cái đó đường thầy. Dạ dạ. À, chồng bà lớn tuổi hơn bà lấy chồng cũng lâu rồi mà chưa có con. Trời ơi thầy. Trời thầy hay quá thầy ơi, làm như có trời mắt cho thầy, sao thầy nói văn vách vậy thầy? Hay quá thầy ơi, trời thầy coi đúng quá vậy, em chưa có đẻ đứa nào hết trơn. Ừ. Thầy ai nhìn cha thầy bói ở đầu đường kia kìa, trời chứ nhìn em vậy mà cho nó em có cháu ngoại thầy. Bậy quá bậy. Cho bậy không? Dạ thầy đã đúng quá thầy ơi. Nhưng dạ. Mà tương lai bà sẽ có con, bà có tới 5 đứa con. Dạ em còn có 5 đứa con gái luôn thầy. À. Ngũ Long công chúa thầy. À, hy vọng là như vậy. Dạ dạ. Dạ thầy coi giùm em về tới cái chuyện mà vấn đề là quan trọng đó thầy. Ờ bây giờ bắt đầu tôi coi qua bài. Dạ qua bài dạ. 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 Bây giờ bà đừng để cho tư tưởng bà bị dao động. Dạ dạ. Xin bà nhắm mắt lại. Dạ nhắm mắt. Bà có thấy gì không? Dạ thấy thầy. Thấy cái gì? Tối thui. À đúng. Bây giờ bà từ từ đưa tay phải ra phía trước. Dạ tay phải ra. Sàng qua bên tôi lấy 2 lá bài. Sàng qua. Dạ. Dạ. Bà lấy chưa? Dạ đã rồi thầy.
Bà lấy được gì? Mở mắt ra thầy. Ờ. $100. Thế trời ơi, 100 cho tôi. Trời ơi, tôi nói bà lấy bài, bà đi móc túi tôi. Thầy nó sàng qua sàng qua, cậu rút rồi rút thì ai biết được đâu. Thôi thôi, đừng để tư tưởng ra đâu. Dạ dạ. Rút lại đi, rút lại. Có cần nhắm mắt không thầy? Thôi khỏi. Dạ. Thôi bà ấy lại mất tiền tôi nữa. Vậy thôi khỏi nhắm, dạ dạ. Rút lá trên lá dưới hả thầy? Bà muốn rút ra nào bà rút. Dạ. Trời ơi, em run quá thầy ơi, em run quá thầy ơi. Cầu cho cái bản mệnh em cho nó tốt tốt xíu thầy. Bà ơi. Dạ. Bà có thấy gì đây không? Cái gì vậy thầy? Bà có thấy một người đàn bà khỏa thân đang múc nước bên dòng suối trong không? Thấy thầy. Con mẹ này vô duyên quá thầy ơi, đi múc nước mà không mặc đồ là sao vậy thầy? Trời mà coi này, cái body gì mà không mặc đồ là sao? Em còn chưa dám sexy mà con mẹ này dám sexy là sao thầy? Mà coi cái mặt quá vô duyên thầy ơi. Cái này ai thầy nói em nghe, còn ai vậy thầy? Ai? Là bà. Hả? Ơi. Là bản mệnh của bà. Thầy, bản mệnh em gì kỳ vậy thầy? Bà còn đây. Dạ. Bà thấy hình con quỷ nào? Em nhìn lại mấy con quỷ liền bị nó giống y chang thầy à. Hí. Dạ không có. Đây là kẻ thù của bà. Dạ. Sẽ đâm vào bụng bà. Trời đất. Kẻ thù. Đúng. Thầy ơi, em làm gì có kẻ thù thầy? Có. Bà có một kẻ nội thù luôn luôn ở cạnh bên bà, rất thân thiết và gần gũi với bà. Trời ơi, thầy làm em nổi da gà. Thầy cho em làm gì có kẻ thù mà bên cạnh em, thầy giỡn thầy. Tôi nhìn thấy kẻ đó có âm mưu đâm vào bụng bà. Bà nhớ. Dạ. Đâm từ trước bụng ra đằng sau. Trời ơi, người đó đàn ông hay đàn bà thầy? Đàn ông. Cái gì? Một người đàn ông. Đúng. Bên cạnh lúc nào cũng muốn đâm từ đằng trước ra đằng sau. Đúng. Trời ơi, cái gì mà ghê quá thầy ơi. Thầy, em nói thầy nghe nè. Thầy coi là giùm em coi hình dáng người đó làm sao. Nó có vô côn vô đảng giống thầy không? Hay là có em run quá em nói. Để em biết cái người nào em tránh thầy. Ôi trời, em run quá. Thầy coi giùm em đi thầy. Là ai tôi không cần biết, nhưng tôi chỉ biết đó là một người đàn ông. Và bài tarot nói như thế nào tôi dịch lại cho bà nghe như vậy thôi. Ủa, cái gì ghê vậy? Và bây giờ tôi xin trả lại sự yên lặng cho bà suy nghĩ. Thôi. Trả tiền tôi về. Hả? Cái gì trả tiền thầy? Thầy nói là chừng nào bói đúng mới trả tiền. Trời, em chưa bị đâm sao biết đúng mà trả tiền thầy? Ủa sao bà nói ngang vậy? Người ta coi xong bà trả tiền nữa, tôi về tôi bói cho người khác chứ. Mà chừng nào em bị đâm em đúng thì em mới trả chứ. Giờ thầy nói chừng em đâu biết em đúng hay không đâm sao. Ủa, biết được. Cái gì kỳ vậy? Đây nè, đây nè, anh Phước nói nghe. Dạ, hả? Thầy nói là chừng nào đó mà coi như đúng thì mới trả tiền. Trời, coi bói tôi đâm mà tôi chưa bị đâm mà sao mà tôi bắt tôi trả tiền rồi, đúng không? Ờ dạ. Ông dẫn tôi đến đây coi cho bà, coi xong bây giờ bà trả tiền cho tôi về chứ. Dạ. Thôi bây giờ quen cho anh, bây giờ anh lấy tiền anh trả uống trước tôi 300 mà muốn tôi trả lại cho anh. Dạ. Dạ, cái đầu anh cái tiền tôi đâu? Dạ. Trời ơi anh Phước ơi, anh làm gì vậy nè? Trời ơi, tôi quên. Tôi sợ nghe nhiều chuyện không nghe. Nhét ơi, đừng nghe. Trời ơi, chuyện gì vậy? Đây nè, thầy bói tôi bị đâm. À. Mà tôi chưa bị đâm, làm sao mà tôi có tiền mà tôi trả được? Trời ơi, đối bà bị đâm hả? Ừ. Nhưng mà bói thầy nói 300 thì trả 300 đi. Ừ. Rồi khi nào chị bị đâm thì trả thêm cho ổng 200 nữa. Đáp rồi. Mấy lỡ tôi bị đâm mạnh quá tôi chết rồi sao? Thì tôi lấy tiền phúc điếu chị cho ổng 200. Trời, đừng nói bậy bạ, trời ghê quá hả? Lấy trả tại bà ơi. Trả hả? 200 bạc chị kỳ quá. Trời ơi, nhưng mà nói gì ghê quá. Gì chú nha, tôi mới trả đấy. Ấy đi rồi mới ổng gỡ cho. Gỡ hả? Ờ. Khổ ghê vậy đó. 300 bạc là nhiều. Mà sao bói cái gì kỳ cục quá vậy nè. Thầy. Thầy có cà thẻ không thầy? Chỗ nào đâu cà. Chết thầy vậy hả? Anh Phước. Hả? Có tiền lẻ không? Có, xong có. Mấy đồng? 400, 300. Trời đất ơi. Thôi tiền lẻ là 300. Cho mượn 300 trả thầy đi rồi mới tôi trả lại cho chứ không có tiền bà mặt đây. Uy tín quá. À. Bà chơi che người ta mượn tiền lẻ là 300 tiền lẻ. Khơi đâu ra 300 vậy trời. Nè. Thôi đó, dạ thầy lấy đi thầy. Merci. Dạ. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Dạ. Bà chồng khóc. Dạ. Trời ơi, sao mặt ông ngầu quá vậy? Trời ơi. Hả? Chị bị đâm thiệt hả? Trời ơi, thế bói nó là tôi bị đâm. Trời ơi, ghê quá trời. Chị nhớ kỹ cô là chị có bị gặp kẻ thù nào không? Không, trời ơi, tôi làm như kẻ thù tôi ở hiền lắm, tôi không có thù ai mà không ai thù tôi hết á. Chị không thù ai, nhiều khi có người thù chị thì sao? Ai thù? Chị hẳn với tôi nè. Trời đất ơi. Hồi nãy tôi đi ông bóp cổ thì chết luôn á. Sao vậy? Tự nhiên mượn tiền lẻ mượn 300. Chứ vừa phải thôi à. Ghê quá chứ cha. Tự nhiên thầy bói nói là có một người đàn ông. Ờ. Lúc nào ở bên cạnh, bên gần, lúc nào cũng muốn đâm tôi đằng trước ra đằng sau. Một người đàn ông. Sao? Ở gần đâm tôi, một người đàn ông ở gần. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ai? Anh. Anh đang đâm tôi phải không? Đâm chị hả? Ừ. Đâm chi mất công vậy? Chứ sao? Thù chị lấy súng bắn thì chết thì đâm chi mất công vậy? Ừ, nhưng mà thầy... Chị phải tìm nguyên do tại sao vậy? Tại sao tôi đâu có biết? Nguyên... Mà thầy bói nói vậy mà nếu đúng mà tôi bị đâm thì tôi chết, tôi rờ sợ quá. Bây giờ coi một người đàn ông ở bên gần gì có anh hay qua nhà tôi nói nhiều chuyện. Mà tôi thì... Trời đất ơi. Hả? Trời đất ơi. Cái gì vậy? Cái ông này ông đoán đúng quá chị ơi. Trời ơi, có cái... Gì có dao đâu cái gì? How to kill a wife. Trời ơi.
làm cách nào để giết vợ? Trời ơi, đúng rồi, hồi sáng ông chồng tôi ông đặt cuốn sách này. Rồi, con dao. Trời, anh Phước ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cú phim nữa trời. Perfect Murder. Trời ơi. Trong cái phim này nè, thằng cha này âm mưu giết vợ. Ghê quá. Giết người hoàn hảo. Dạ. Chị coi con có trong giết vậy gì? Có tiền lẻ không? Trời ơi, gì vậy? Mượn 200 thưởng còn trả thì đúng quá rồi. Tôi cắt cổ chị hồi đâm chị đâu. Chị sao vậy? Trời ơi, mượn tiền lẻ hoài vậy trời, 300 không bà. Bà nổ tôi hả? Không có. Vừa phải đó. Ghê rung quá. Trời, tôi mệt quá. Cái gì vậy? Ghê quá. Đây nè, để tôi đọc coi. Những nguyên do khiến đàn ông giết vợ. Thứ nhất, giết vợ để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ. Trời đất ơi, chị có mua bảo hiểm không? Có. Bao nhiêu? 4.500.000. 4.500.000 lần hả? Trời ơi, mà không lẽ ông giết mình vì 4.500.000? Không lẽ mạng tôi chỉ có đáng giá 4.500.000 thôi sao? Mạng chị 4.500.000 là nói thách đó. Hả? Chị có 200 bà ơi. Trời ơi, gì rẻ vậy? 4.500.000. Không sao nữa. Cái gì nha? Thứ hai, giết vợ vì ghen, vì nghi vợ ngoại tình. Trời ơi, chị có hay lẳng lơ ngoài không? Không, bậy, tôi đàng hoàng đứng đắn lắm. Tôi nói nghe. Gì? Tôi quen với cái bà Hằng bán cơm tấm á. Trời ơi, chỉ cười với khách thôi đó. Ông quýnh cho méo miệng luôn à. Trời ơi, chồng gì ghê quá vậy? Ghê mà chị có cười với ai không? Có, gặp ai tôi cũng cười, tôi cười với nhân loại. Trời ơi, nó cười với nhân loại. Trời ơi, còn cái sao nữa? Có rồi, cái thứ ba. Gì? Giết vợ vì chồng có vợ bé, rồi vợ bé xúi giết vợ lớn để cướp chồng. Cái này có bộ nghi vậy? Tôi nghi đúng rồi, cái này là đúng rồi. Mấy con vợ bé là khốn kiếp. Không, cái này tôi không đúng chưa? Sao? Ai với ông chồng chị tôi thấy không lấy vợ bé đâu. Chứ sao lấy gì? Lấy chồng bé. Bậy quá. Tôi thấy ông này ông hơi dẻo dẻo rồi nè. Không có đâu, đúng là bậy bạ. Không phải hả? Rồi, còn cái nguyên nhân thứ tư. Nguyên thứ tư nè. Đập trong tôi mờ mắt quá. Chồng giết vợ tại vì vợ mê shopping. Chị có mê shopping không? Không, tôi chút thôi à. Là nhiêu tiền? Lương tháng nào vậy hết tháng đó thôi à. Trời ơi, tôi có vợ chị tôi thắt cổ tôi chết. Trời ơi, ghê quá. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Bây giờ hai chú canh giùm tôi, ổng về canh giùm tôi đi vô tôi phải chuẩn bị nha. Ghê quá trời ơi, con dao nó đâm. Ê, cất con dao giùm tôi. Trời chết rồi. Tôi không ngờ chồng tôi vậy. Trời, ghê quá, ghê quá. Cái gì đâu mà tự nhiên là giết vợ là cầm dao. Cái nhà này nó làm sao vậy trời? Anh Long này anh hiền lắm đó nha. Mà tự nhiên bây giờ nghĩ chuyện giết vợ. Bởi vì ở đời nè, cái chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Ghê quá. Dao rồi thì ghê vậy nè. Tôi nguy hiểm quá. Tự nhiên nhà lạnh lùng quá hay trời. Rồi giết vợ giết con rồi trời đất, còn súng gì đâu dưới đây không? Mà tôi tưởng tượng nha. Tôi tưởng tượng tự nhiên mà ai mà chỉ con dao tôi xỉu quá. Trời ơi, nhà cửa gì mà ghê quá. Tưởng tượng ai mà chỉ cho người tôi đó. Cái gì vậy? Không có. Cất giùm tôi mấy con dao này đi. Cất giùm mấy con dao này cho tôi. Ôi sao tự nhiên. Hả? Chị có. Chị sợ gì? Chị bị sinh bụng hả? Sinh bụng đâu sinh bụng. Sao tự nhiên độ một cục vậy? Thủ thân. Sao vậy? Nè coi nè đó. Em. Trời ơi. Coi nè cỡ ra kêu dùm dương. Đó coi nè. Nó đâm trước giày đâm sau. Em đó. Chơi liền. Trời đất ơi. Tôi thử. Thử coi nè. Tôi phải vậy mới được. Gặp chồng như vậy là phải tôi trị rồi chứ. Bây giờ sao? Cất hết mấy cái này nha. Cất giùm tôi đi, Chết cha, ông về. Núp mà chồng. Tôi rung quá, tôi đi không nổi à. Em ơi. Tôi đi không nổi. Đi nổi không? Không nổi. Tôi cắt cổ chị đi nổi không? Đi rồi. Trời ơi, đúng đi không nổi. Cắt cổ đi liền à. Em ơi. Đi đâu hết rồi? Trời ơi, cái bà này mà bà đi là đi tới mấy tiếng đồng hồ mới về á. Hello. Long đây. Bình hả? Tao. Mày nhớ là cái con dao mà tao với mày đi mua ở hội chợ Đông Kinh không? Mày cho tao mượn đi. Đúng rồi. Thì con dao tao nó ngắn quá, con dao mày dài đâm mới lủng chứ. Thì mày cho tao mượn đi. Cái gì giờ này mày đi đánh dao đánh kiếm gì? Rồi lát nữa tao qua tao lấy. Ok. Rồi lát tối đánh. Ok. Trời ơi, đi đâu mất rồi. Thôi để đi lấy cho rồi đi. Thôi đứng lại. Anh đứng lại nha. Đứng lại nha. Ủa em đứng lại. Đứng im. Anh đứng im nha. Gì vậy? Tại sao nhà có dao mà anh còn đi mượn dao là sao? Thì dao nhà mình nó ngắn quá, anh mượn dao dài hơn chứ làm gì. Đứng im đi nha. Bây giờ tôi biết rồi, tôi biết âm mưu của anh rồi nha. Anh muốn giết tôi phải không nè? Ngon lắm đi. Âm mưu cái gì? Đâm đằng trước đi, đâm đằng sau đi. Trời ơi, em làm gì mà em đeo tùm lum vậy? Anh Phước, nè, nè, ngon nè. Đâm đi. Ủa sao vậy? Anh Phước, anh làm cái gì mà anh qua đây, anh làm xào xáo gia đình tôi bọn dẫn chơi hả? Đứng đi. Trời ơi. Đâm đi. Bọn em khùng rồi hả? Không có gì. Anh nghe anh âm mưu
giết em nha. Em cho anh biết anh gì, cái nguyên nhân gì. Mấy bữa nay là tao hành động anh kỳ cục lắm. Bây giờ nó ngon đấm đi, ngon đấm cứ đi. Nè, đấm đi nè, đấm đi. Anh cầm đi. Đây làm cái gì vậy? Nè, tôi nói thiệt cho anh nha. Tôi không ngờ thấy anh hiền vậy mà tự nhiên anh học How to kill a wife. Có nghĩa là muốn giết vợ anh hả? Rồi đưa bằng chứng ra đi. Bằng chứng rõ ràng nè. Mày mà có anh Phúc nói có sách bách có chứng nè. Đó. Ngon đấy thì cuốn sách của anh mà. Thì cuốn sách của anh. Anh giết em mà, anh có học anh giết ngay ngon đấy. Thì làm sao để giết vợ mà? Mà chỉ là vợ anh mà. Hả? Trời đất ơi. Trời ơi. Nè em ơi. Chồng tôi mang. Lầm rồi. Chồng tôi mang. Em biết cái gì không? Ở trong hãng anh nó có buổi văn nghệ. Nghĩa là cái bữa đó là đóng kịch. Thành ra bây giờ anh coi cái cuốn này để viết ra cái kịch bản. Trời ơi. Trời đất ơi, chứ làm gì mà giết em. Trời ơi, thương muốn chết mà còn giết cái gì nữa. Là sao? Có nghĩa là đọc cái này để viết ra kịch bản. Làm văn nghệ trong hãng. Mà em biết không, mấy bữa nay hả? Trời ơi, vậy mà anh Phước này nãy giờ trời ông nói tùm lum tà lao. Nói nào là ông đưa rồi bị cướp rồi bị giết người rồi tùm lum la, làm em tưởng là anh âm mưu anh giết em. Tại anh Phước nè, trời tùm bậy tùm bạ nè, có cỡ nào đó rồi đưa đó. Làm đi. Trời ơi, mà mấy bữa nay em biết không, anh á hả là anh kiếm hết cái chỗ nào cũng vậy hết trơn, kiếm không có ra vai chánh. À mấy bữa nay anh suy nghĩ để kiếm vai hả? Trời ơi, vậy giờ có vai chưa? Có rồi. Ai đóng vai chánh vậy? Em. Trời quá sướng. Anh muốn thấy chưa? Cái chồng tôi thương tôi chưa? Tôi biết chứ. Ông có nhiều chuyện là làm phá gia càng tao không à? Anh. Em đóng vai công chúa hay là tiểu thơ vậy? Em đóng vai xác chết bị sượt chương ịnh á. Ông này đó, chồng chị thương chị quá, đóng sao chơi chứ em đóng vai công chúa mà bị đâm thôi. Kệ nó, có công chúa được rồi. Tôi anh quen biết lắm á. Anh thấy tướng tôi đóng phim được không? Được chứ. Anh á hả? Vai cho anh đóng một cái vai ở trong này là anh biết đóng vai gì không? Vai gì? Bà Tám nhiều chuyện á. Đúng là cái thứ nhiều chuyện. Đúng à. Gì nó ông này ai nữa? Thầy bói em để đem. Rồi bói toán nữa. Thầy bói. Vì lương tâm nghề nghiệp cho nên tôi trở lại đây tôi nói với bà. Dạ. Hồi nãy tôi có coi cho bà là bà sẽ bị người khác đâm. Dạ. Tôi lầm, tôi xin lỗi bà. Dạ. Đó, trời lầm hơn quá. Bà mới là người đâm người khác. Thôi. Dạ. Thầy coi bây giờ mới đúng nè. Dạ. Đúng là bói ra ma mà quét nhà ra rác. Dạ. Tôi luôn đâm. Dạ.
sùng rơi tim vỡ tan rồi. Đường xưa dấu chân còn đó, chiều buồn nghiêng nghiêng mây gió, đau lòng tin biệt người. Buồn nghiêng nghiêng mây gió, đau lòng tiễn biệt. Em ơi, dạ anh là ca sĩ hát ngoài đường chứ không phải đứng đường. À đây đúng là ngoài đường hay đứng đường thì nó có dư có chữ ngoài thôi chứ đâu có gì đâu, thì cũng là đứng đường thôi chứ đâu có đứng trong nhà. Đúng không? Con đứng ngoài đường đứng trước rạp hát thôi mà. Tại tại em chân thật vậy đó, em nghĩ sao em nói vậy, xin lỗi anh. Dạ em ơi, hả? Em mới bị quýnh ghen hay sao mà mặc bộ đồ te tua như con bạch tuộc gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi mới nói ông đứng đường, ông nói tôi lại con bạch tuộc. Tôi nói anh nghe, không có ai rảnh nó đánh ghen. Nó thấy tôi rồi nó ghen, nó quánh vô mặt tôi chứ không ai đi mà đi có thời gian mà nó xé từng miếng vậy trơn trời á. Anh hiểu không? Anh ra là đừng có nói vậy biết không? Nói anh nghe, tôi mặc đồ này tôi có dụng ý hết trơn á. Là để anh chi biết không? Để người ta thấy tôi đẹp. À. Anh biết không nè, của tôi đứng ngang là hết hồn luôn nè, anh thấy không đã. Nói theo kiểu mà thị trường nhà đất Việt Nam đó là nói vậy. Trời ơi, nhìn cái dáng con nhỏ này giống như nhà trong hẻm tự nhiên phóng lộ lòi ra mặt tiền mà phía sau còn được đền bù. À, đúng không? Đúng không quý vị? Đúng không? Dạ. Ghê chứ. Ghê là ăn mặc phải nghiên cứu. Anh hiểu không? Như anh đang hát như vậy á, mà em chạy ra như vậy á thì em giống dân chơi quá đó nha. Trời ơi, sao tự nhiên anh nhìn em anh biết dân chơi liền vậy anh? Dạ đúng rồi, em nè. Dân chơi không sợ mưa rơi hả? Dạ, nghe nè, trời mưa ướt áo ướt quần cũng không ướt được tinh thần dân chơi. Dân chơi không sợ mưa rơi to quá dân chơi đi về. Ghê không? Ghê không? Ê, điên sao bây giờ lạnh mà mưa nó chơi hồi đang về bệnh à? Nhưng mà em làm như vậy á, người ta nói em bị thần kinh. Trời ơi, vậy là anh không có biết rồi. Trời ơi, anh không biết cái giá trị của thần kinh rồi. Đây nè, em nói ra nè, theo cái suy nghĩ nè, theo là coi như là dẫn chứng của khoa học hành tinh, tất cả để lại là những người thần kinh là như vậy. Tôi nói cho anh nghe, khả năng thiên bẩm của những đứa thần kinh là làm cho những đứa thông minh phải ức chế. Đúng không quý vị? Dạ, tôi nói anh nghe, anh chửi tôi thần kinh, đúng rồi tôi thần kinh, tôi khùng mà, tôi điên mà, tôi muốn làm gì đâu ai trách tôi, đúng không quý vị? Em muốn làm cái giống gì em chửi, em mắng, em xé đồ anh cũng đâu có quyền bị anh tỉnh mà. Anh tỉnh anh đâu có quyền chửi lại tôi thần kinh mà. Đó, đúng không? Đó, thành ra tôi quậy một hồi anh ức chế, tay đâu, chân đâu, đầy đủ mà anh không đánh, không đá tôi được thì anh tức quá rồi nó chạy tới chạy lui ức chế, chạy lên, chạy xuống, chạy qua, chạy lại, xong rồi cuối cùng mấy cái toàn ten nó tức quá rồi nó rụng. Em nói gì toàn ten? Toàn ten cái gì? Ủa hai cái tay ông không toàn ten không? Chạy nó có toàn ten vậy không? Vậy chứ ông nói cái gì toàn ten? Của ông có cái giống gì toàn ten? Trời đất ơi! Hết hồn hả chị? Hết hồn cái gì? Ở Mỹ là anh nói là trong sạch không có nghĩ gì tầm bậy hết á! Trời đất ơi! Cái gì? Ông nói anh nghe, anh đừng có chửi em, anh chửi không có lại em đâu. À. Hồi lúc mà ba má em sanh ra cái mỏ em ra trước mà. Anh hiểu không? À. Người ta ra cái khác còn tôi ra cái mỏ. Vậy hả? Giỡn chơi với anh vậy thôi, tại thấy sáng giờ anh đứng ngoài đường hát mà chưa có thấy ai đến tặng quà tặng gì cho anh cũng tội nghiệp. Ừ. Tại lúc này dịch giả quá mà. Sao chưa tạm khóc rồi? Xúc động. Anh nói anh nghe tại vì cái quà này là bao nhiêu người ở dưới gửi cho em để đưa cho anh. Chưa được em xúc động. Khóc tặng cái gì? Khóc cũng vỗ tay. Vì không lẽ từ đây tới cuối tôi khóc hoài sao? Cái giả dễ thương đó nghe. Tôi thẳng anh cái này là tôi bảo đảm anh, bảo đảm ở dưới vỗ nữa mà anh cũng xúc động. Hồi hộp quá. Tặng anh cặp vú sữa. Hết chuyện tặng anh vú sữa. Giỡn hoài, tặng có đầu tư đây nè. Em nói ra khán giả sẽ vỗ tay từng cặp. Tôi nói anh nghe nè, có phải anh lớn lên là nhờ những giọt sữa đầu tiên của mẹ mình đúng không? À. Đúng không quý vị? Mà quý vị cũng vậy chứ bộ.
Ví dụ bây giờ uống sữa bình thì cũng phải mấp mấp mấy cái đầu tiên chứ. Thành ra mình đi đâu mình cũng phải thành danh như thế nào. Tôi tặng anh là tôi muốn nhắc nhở anh có thành danh, anh thành ca sĩ nổi tiếng, anh cũng phải nhớ những giọt sữa đầu tiên của mẹ mình. Nhưng bây giờ tôi biết má anh nhăn nhéo xài không có được. Tôi cho mượn cặp tôi xài đỡ. Ở nhà nguyên một cây con cặp một cho luôn. Cầm đi. Tội nghiệp quá. Nhưng không cắt để đây chút lấy. Ừ gửi đi gửi đi. Còn nữa anh ơi. Còn gì? Em còn quà tặng anh nữa anh ơi. Trời ơi quà nhiều dữ hả? Em xin chữa đứa em xuống đâu quá trời ơi. Hồi hộp quá. Em tới tặng anh chùm ớt. Ê trời. Sao tặng anh ớt vậy? Trời ơi em tặng phong thủy đó anh. Trời ơi là anh nói anh nghe Tết chứ đó. Anh mà tới tặng người ta cái gì màu đỏ là người ta thiệt người ta thích dữ lắm. Vậy hả? Là em muốn tặng cho anh. Em tặng mà em nghiên cứu dữ lắm á. Em tặng cho anh cuộc đời của anh lúc nào cũng thăng hoa cũng đỏ lồm cũng dài thòn vậy. Chứ đừng có đen thui nhỏ xíu thay góp lắm. Đúng không quý vị? Dạ em tặng em có nghiên cứu mà. Kỳ quá đi. Trời ơi yên tâm ngon lành lắm. Sao tặng nghe nè. Kỳ thiệt luôn á. Có tôi tặng quà anh rồi á. Thật ra anh thấy tôi mặc đồ gì anh thấy không? Là tôi cũng muốn làm ca sĩ dữ lắm. Wow. Dạ tôi nói anh nghe tôi thấy anh hát mình không có ai mà qua ái mộ cho anh kết hợp với tôi đi ngon lành luôn á. Vậy hả? Tôi biết làm nhiều thứ dữ lắm. Tôi biết đủ kiểu hết trơn hết trời á. Anh không nghe hả? Anh nghe tôi hát một lần là anh chết chứ không phải dẫn chơi đâu. Em biết hát luôn. Trời đất ơi em hát bữa hội trường 3.000 người 2.000 đi cấp cứu 1.000 kia xỉu tại chỗ không ai sống hết trơn. Em là người ta gọi em là tiếng hát là tàn sát sinh linh. Nguy hiểm quá vậy. Dạ em hát là hết hồn luôn á. Anh không tin em hát thử nha. Thử nha coi. Rồi từ từ nha. Em nói thật em hát là anh hết hồn luôn á. Đâu có giới thiệu của em thôi là cha Diệt Thảo vứt đi. Thử coi. Dạ bây giờ mời quý vị nhắm mắt xuôi tay thẳng cẳng nín thở nghe em hát vô. Hoàng Nhất ơi anh có biết không, chắc là anh không biết, nhưng mà khi em nói ra thì anh sẽ biết. Từ nỗi cao em băng đồng lội suối lội sông qua nhiều đau khổ nắng táp mưa xa. Dạ cương quyết gặp anh gặp người em mơ em mộng em ngóng em trong bao năm dài chờ đợi đời ca đợi em đêm nằm mơ tưởng tượng. Khi gặp anh thì em sôn trên má em gá vào môi em ngồi trong dạ như thủy kiều đang nâng niu chòm râu từ hai hạnh phúc lắm. Ai ơi em không còn chơi với như ngày xưa nữa, hẹn hết mùa trắng em về thưa cùng ba má. Rồi đến mùa cu hồn các đàn em sẽ đem trầu cao qua cưới anh về làm vợ ý lộn làm chồng. Em quý em yêu em chịu hết già. Anh muốn gì em cũng làm theo miễn sao không còn nằm chèo queo mà tư tưởng đến người con trai râu nhiều như quỷ mắt bự mũi trâu ui róc độc nhưng mà rất đẹp và đẹp nhất trong chùa. Đừng xỉu, đừng xỉu, đừng có xỉu. Em đừng có xỉu. Xíu nữa đi theo chuyện đồng tụ ông bà rồi trời ơi. Cái hay dữ nha. Đó em nói mà. Sao? Em nói bình thường em chữa lộn quá mà mỗi ngày mà hơi nay em nói vậy đó. Vậy hả? Anh thấy em được lắm phải không? Được. Trời em hát chưa có phải trơn tru lắm nhưng mà em biết hát đó. Vậy hả? Thôi em biết hát mà chẳng những vậy em còn diễn xuất nữa. Diễn xuất luôn? Trời ơi em diễn xuất là hết hồn luôn á. Em diễn em muốn dưới người ta khóc muốn cười người ta cười, muốn chửi là chửi, muốn chọi dép vô là ta chọi thẳng em luôn á. Ui. Mà người ta em đâu có ngu, em chọi thẳng em né chúng anh. Ôi trời ơi thì ghê không? Em thấy ghê không? Thôi nguy hiểm quá. Em ghê lắm, em quấy người ta đâu. À. Nói nghe nè. Em bây giờ quy định hoàn cảnh đi. À. Anh mới thấy em diễn kịch trội dễ thì mình phải quy định cái gì mà cho nó gây gốc lên đúng không? À. Bây giờ anh là người chồng và sắp cưới của em đi. Đã có vợ lâu rồi mà bây giờ em nói thiệt với anh em chán nản anh quá, em kiếm chị em đi lấy người khác. Ờ vậy hả? Xong anh tìm mọi cách. Không khó khó chứ. Anh phải lấy vàng, lấy vòng, lấy hột xoàn tội vô trong mặt em vậy đó. Hoặc là anh lấy vàng anh đánh em cũng được đó. Hay gì đó, thí dụ gì đó. Rồi anh dùng thơ, dùng cái. Nói chung anh dùng tất cả mọi cái. Anh phải kéo em lại. Nhưng mà em không chịu ở lại. Em quyết định em đi. Đó. Coi có đứa nào hơn. Coi em ở lại hay là anh đi. Thử coi. Thử coi nha. Rồi bây giờ quy định nha. Thử coi. Trời ơi tôi chán anh quá rồi. Tóc người ta càng ngày càng thẳng, anh càng ngày càng quăng. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ bỏ rồi. Thì ghét. Tôi để lấy chồng đây. Em, nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về nhà trắng mượn súng to, thục qua bên kia 500 quả trời, trời. Để trả thù em đêm đồng phòng. Quý vị dỗ vậy? Thục 500 quả banh mẹ 5 cái tiểu bang rồi. Trời ơi, động phòng cái gì nữa, cái đó có nước động quang chứ động phòng vậy. Ông mới có thử lòng chút xíu mà anh thấy không, phải không? Anh đối xử tệ với tôi lấy người khác, anh phải chúc phúc cho tôi. Đó mới là người đàn ông cao cả, thì tôi còn suy nghĩ tôi quay về với anh. Rồi anh thục 500 quả, trời ơi, thục 500 quả đầu thai 8 lần cũng chưa xong nữa. Tôi nói anh nghe, tại sao tôi bỏ anh? Sao? Có nhiều lý do lắm.
Tại vì ngày xưa anh khác, ngày nay anh khác. Giỡn hoài, có khác gì đâu. Khác, tôi nói thật anh, tôi so sánh xong bỏ dưới toàn bộ mấy ngàn người, người ta kêu bỏ liền luôn. Thử nghe con. Chẳng những phụ nữ mà đàn ông cũng kêu bỏ luôn, không ai bên anh đâu. Có thử nghe con. Nghe nè, nghe tôi so sánh ngày xưa ngày nay nè. Rồi. Ngày xưa sung sức thì nghèo, bây giờ khấm khá thì teo mất rồi. Không giỡn nha. Ngày xưa thì trận mạc xông pha à. Bây giờ đạn lép nó hỏng ra khỏi nằm. Ngày xưa thì như sắt như đồng. Đúng rồi. Như đinh đóng cột như rồng phun mưa. Đúng vậy. Trời ơi còn bây giờ như cà muối dưa. 10 tháng minh mạng mà nó cũng chưa có ngốc đâu. Ôi trời. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Tôi phải tìm mọi cách chứ, tôi phải nói xấu anh không có, tôi cũng đặt chuyện tôi nói rằng tôi đi chứ. Anh hiểu không? Mắc cỡ không chết luôn à. Mắc cỡ cái gì, có sao nói vậy, mắc cỡ gì, nhìn ông vậy chứ không có xài được cái giống gì. Thấy ngon ngon ở ngoài, cao to đẹp trai vậy chứ mấy này toàn là thùng rỗng kêu to. Em nói thật á, nhỏ nhỏ vậy mà chất lượng chứ cao cao bọng không. À, thôi tôi nói nghe đừng nói nữa. Em quá thông minh phải không? Em quá thông minh. Anh thấy không? Anh thấy tôi ngon lành không? Quá thông minh. Tôi nói tôi làm được hết, anh làm có lại tôi đâu. À biết rồi. Nghe ca sĩ á, anh thấy tôi nãy không, cái gì tôi cũng làm được, anh cũng vậy á. À. Nói anh nghe, muốn hạt nhạc có nhạc, muốn kịch có kịch, muốn hát có hát, muốn giọng cổ có giọng cổ, anh biết hát giọng cổ không? Ê biết chưa? Anh hát đi, mà anh được có hát thường. Đó bây giờ hạt nhạc coi như là lâu lâu mình xuất hiện đúng không? À. Mình phải làm một cái gì anh đặt, anh sáng tác tại chỗ, anh đừng có đặt có trước, đừng có hát cái gì quen thuộc ở trên, anh sáng tác tại chỗ, anh nhìn tôi anh sáng tác đó. Ủa, vậy hả? Anh nhìn từ trên xuống dưới có cái gì anh sáng tác cái đó đó. Căng dữ nha. Anh hát về nha. Cuộc đời của tôi đó, anh hát có tên tôi trong đó, có số phận tôi trong đó, mà ở dưới người ta xúc động hết, ta vỗ tay, tôi tặng quà cho anh nữa. Trời ơi tôi có mấy món quà trong này bảo đảm với anh sống cả đời lắm. Căng dữ nha, hấp dẫn dữ nha. Vậy nha, sáng tác phải không? Được không? Được. Dạ, đúng bây giờ, dạ, bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm. Ông sáng tác tại chỗ, em cũng chưa biết nó hát cái giống gì. Dạ, bây giờ. Đứng mặt 2-3 nha. 2-3, vô. Thủy ơi, tôi trở lại quê xưa và gọi tên em trong những đêm mưa gió, trong dòng lệ đau thương, trong tiếng nghẹn ngào. Hay thì có hay mà sao nó đặt mình tên Thủy. chưa đâu tiếp nè. Giờ tan mặt nhau xin gọi hai tiếng cô nhân thôi, mãi mãi từ đây cách biệt nhau rồi. Thủy ơi xin hẹn lại kiếp sau ta sẽ chung đường. Thôi ơi, vỗ tay hết luôn. Quá trời ơi. Sao tự nhiên đặt tôi tên Thủy? Sao mày chưa có nấu chè cúng ông đĩa gì mà đổi tên vậy? Thích sao đặt vậy à? Mà cũng hay sáng tác tại chỗ mà. Mày chưa biết tôi tên gì đặt lại đúng không? Ừ, đúng rồi. Thôi Thủy là nước là may mắn rồi nha. Đúng rồi, đúng rồi. Anh hát hay lắm. À. Trời ơi, tôi nói thiệt với anh, tôi tặng cái này mà tôi không có chút nào e dè, tôi tặng anh nè. Trời. Tôi tặng lấy hương cho nội. Xui lắm rồi nha. Được đâu? Tôi tặng phải có vấn đề chứ. Anh đôi gì anh cầm đi. Không được. Anh cứ cầm đi. À anh cầm đi rồi cầm giùm tôi nha. Yeah. Trời ơi tặng ly hương. Chắc cái này anh quen đúng không? Ê mẹ. Trời ơi mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Ủa đâu có gì? Trời ơi, mẹ đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ tôi mà. Anh còn nhớ anh còn có mẹ hay sao? Anh cũng còn có mẹ hay sao? Mẹ tôi chụp hình chân dung đẹp lắm nè. Hình chân dung của mẹ tôi nè, đẹp lắm. Đúng rồi. Chân dung cuối cùng của một đời người sao không đẹp được hả anh? Bác. Bác ơi. Bác dậy ăn miếng cháo đi bác. Ừ. Dậy đi bác. Dậy. Ăn miếng cháo nha. Không ăn. Sao vậy bác? Chờ nhất về ăn. Chờ thì cũng phải ăn mới có sức chờ. Với lại anh hứa hoài không ra anh có về ở đâu. Mà con nói bác nghe, chờ thì vô nhà chờ cũng được. Mai mốt anh về anh cũng đi vô nhà. Chứ tự nhiên bác ngồi đây hết ngày này qua ngày nọ, rồi nắng rồi sương rồi gió, rồi bác yếu trong người, bác bệnh lỡ có gì nguy hiểm lắm. Hôm qua nằm chim bao thấy nhất về. Nó hứa bữa nay về ăn cơm. Trời ơi, anh còn sống chứ có chết ở đâu mà chim bao. Tại vì bác thương, bác nhớ quá. Bác không có ăn rồi bác không ngủ qua mắt. Rồi tưởng tượng vậy thôi. Nhớ thằng cu đất quá à. Cu đất là ai ạ?
khu đất là thằng Nhất đó. Trời ơi, cái tên gì quan nghiệt vậy trời. Hồi còn nhỏ đó, cái thằng suốt ngày nó không có chịu bận quần. Bậy rồi. Nó cứ lết hết chỗ này tới chỗ kia. Ta nói đất cát nó dính đầy hết à. Ba nó đặt nó tên là khu đất. Trời ơi, nói cái đó làm chi vậy? Anh dính đất thì dính xi măng gì đâu có dính liếu tới con. Sao vậy? Con gái mới lớn tự nhiên kể cái vụ đó là chết con rồi. Bác nghĩ con là con dâu mà. Con dâu lại càng không nên nói. Ủa sao vậy? Trời ơi, bây giờ con là con dâu thì ngày mai mốt con là vợ ảnh. Rồi cái đêm động phòng rồi cứ nhớ vụ dính đất rồi sao? Trời ơi chết giết con rồi. Con nhỏ này. Nè Út ghẻ à. Bậy nữa. Bậy rồi. Lớn tuổi mà bậy 2-3 lần á à, không được đâu. Mai là cũng không ai được ở đây chứ. Thôi chết rồi. Người ta trắng trơn sạch đẹp vậy hết rồi. Hết lâu rồi cũng trẻ hoài. Bây giờ đổi tên lâu rồi. Đổi tên gì? Út ngừng gãi. Không có còn nữa. Mày công nhận nha bác. Nhắc đến cái vụ, cái vụ ghẻ lỡ của con á là cả một quá trình luôn nha. Hồi đó ai cũng nói chắc tại mày ở dơ nên mới ghẻ. Không phải đâu, tắm quá trời luôn á. Tắm một ngày 3-4 lần luôn á. Trời ơi, tắm riết mà nói thiệt luôn á. Nhìn mà con thấy nước là con muốn chết luôn á. Mày công nhận thiệt. Không phải gặp phải phước chủ mai thầy. Lúc đó cái tự nhiên có một người. Chị, trời đất ơi, bác sao vậy nè bác? Trời ơi, sao bác lạnh ngắt vậy? Bác ơi, bác đừng làm con sợ. Có ai không? Có ai không làm ơn cứu giùm đi, có ai không? Bác ơi, bác quán ráng lên bác. Đi, con đưa bác đi bác sĩ, bác ráng lên. Bác ơi, bác đừng có sao nghe, bác đừng làm con sợ nghe bác. Bác ơi, đi bác. Có ai không làm ơn cứu giùm đi? Bác nói gì đi bác đừng có nín. Bác thở đi, bác đừng có ngừng thở nghe. Bác mới còn gặp anh nữa, bác ơi, bác không được bỏ cuộc như vậy đâu. Có ai không cứu giùm đi.
Đi nha bác. Bác cháu mình cùng đi. Con đưa bác đi tìm anh. Anh có biết tôi là ai không? Út ghẻ. Út ghẻ ơi, anh là thằng con bất hiếu. Bất hiếu thì đúng, mất dạy nữa là đằng khác. Nhưng Út ghẻ là sai. Tôi bây giờ tôi sạch đẹp rồi, anh cũng không nhận ra tôi mà. Tôi mới quậy anh tanh bành te tua hồi nãy đúng không? Em giả trang kỹ quá, anh nhận ông ra. Làm sao mà anh nhận ra được? Đến mẹ mình anh còn không nhớ thì tôi làm sao anh nhớ được? Tôi nói anh nghe, trên thế giới bây giờ, nếu chẳng may người ta mắc bệnh COVID và nặng không qua khỏi, thì sẽ ra đi trong cô đơn lạnh lẽo không một người thân đưa tiễn. Ngài nhận về chỉ là hũ tro cốt mà thôi. Mẹ anh thì may mắn hơn nhiều. Bác không bị bệnh đó, nhưng mà vẫn ra đi trong cô đơn lặng lẽ, không một người thân đưa tiễn, là sự hứa hẹn vô tâm của anh. Nhiệm vụ tôi hoàn thành rồi, tôi đã đưa bác gặp anh rồi. Chuyện còn lại là của anh. Tạm biệt anh. Đứng đường đẹp trai hát hay mà nợ gặp đầu có tiền trả chưa? Dạ chị ơi, em nhiều chuyện chút xíu, tại em thấy chị hơi lạ lạ đó. Bộ chị bị ghẻ hay sao mà thấy ghê vậy? Tào lao, cái này là xăm full body nè, không thấy hả? Ồ, chị xăm full body. Dạ. Vậy em tưởng chị bị ghẻ lỡ đầy mình. Em xin lỗi, tại không phải. Em thật thà hồi đó ở dưới quê á, em bị ghẻ chưa chóc mày là nó y chang vậy luôn nè. Thì gốm dữ lắm thiệt á. Lâu, không nói chuyện với con. Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Dạ. Nè, nè, chú em. Sao rồi? Có tiền trả cho chị chưa? Đang bỏ ống dình dụm. Trời, dành dụm mà nó yếu xìu cái kiểu này là không có là chứ gì. Chị ơi, cho em nhiều chuyện lần hai, cho em nhiều chuyện. Vì em nhiều chuyện, em chị, bộ ổng thiếu tiền chị hả? Thì đúng rồi. Ủa nhưng mà anh là ca sĩ, anh nhiều tiền, anh giàu lắm mà sao thiếu tiền hả chị? Trời ơi, ca sĩ đứng đường. Ca sĩ hát ngoài đường chứ không phải đứng đường. Đứng đường hay ngoài đường cũng như nhau à. Có nổi tiếng đâu mà để được lên sân khấu chứ. Nhưng mà có mình ảnh thì ảnh sống chứ đâu có nuôi ai. Bộ ăn chơi hay này kia bê tha sao thiếu nợ dữ vậy chị? Không phải, để chị nói cho nghe nè. À, cậu ta đó có lại nói chuyện với chị. Dạ. Có thưa ra đó là mẹ dạy dưới quê đang bị bệnh nặng, xin chị mượn tiền để gửi về quê để cho mẹ trị bệnh. Mà em biết mà, rồi cậu có nói á là cho em từ từ đi. Dạ. Để em đi hát, em có tiền em gửi em trả lại cho chị. Dạ. Mà em biết mà, cả 2 năm trời nay rồi, cái dịch Covid này nè, ca sĩ có hát được đâu mà để mà có tiền trả chứ. Chị ơi, vậy là anh thiếu tiền là do anh mượn tiền để gửi về cho mẹ anh trị bệnh hả chị? Đúng rồi. Tôi trách lầm anh rồi. Chị ơi, em trả tiền này cho chị, số tiền bao nhiêu chị nói đi, em chơi liền với chị luôn. Bây giờ nè, dạ, bây giờ chị muốn lấy cái gì chị lấy, chị tính ra. Anh, tôi có. Thì ra bấy lâu nay những đồng tiền anh gửi về, bác không có xài, bác không mua một viên thuốc nào uống hết. Bác đưa lại em và nói, chuyện bác gần đất xa trời là nay mai thôi, nhưng tương lai của anh còn vợ còn con nữa. Cha mẹ là như vậy đó, lúc nào cũng có thể thiếu thốn đói rách để cho con mình đầy đủ và no ấm. Tôi nghĩ trước sau tôi cũng là con dâu, tiền này chắc cũng của tôi cho nên tôi định giếm. Vì anh xảo mà vỗ tay chi vậy? Nhưng bây giờ chồng sắp cưới thiếu nợ rồi, tôi làm vậy rồi làm sao ông bà nào cho tôi tốt được. Tôi trả cho chị nè, tôi có bao nhiêu còn thiếu đủ nhiêu đó, để từ từ tôi làm gái tôi trả chứ giờ đâu có tiền. Không có đồng nào hết trơn.
Cho thiệt cho chị. Bà bán thân. Dạ. Cho thiệt cho chị. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Gì? Sao người ta nghèo mà người ta đối xử tốt với nhau như vậy? Dạ. Mà sao tôi giàu tôi ác mà tôi không biết giúp đỡ ai hết trơn vậy nè? Giờ mới biết hả? Thôi. Thôi được rồi em. Chị cho em hết. Hả? Chị xóa nợ. Chị cho em. Nè. Chị đừng làm cái này. Chị không, đừng không sao nữa. Không sao. Lại đây. Nghe từ từ chị nói đã. Dạ. Cái này chị cho lại em nè. Chị cho lại. Cầm đi. Cho lấy à. Nè, dạ. Lấy đi. Nè. Cái này chị cho em nữa. Nè, được cầm đâu. Lấy từ từ đi. Nè. Cầm đi nè. Chị cho nè. Nè. Cái nè. Bây giờ cái về đi bán đi nha. Đi bán đi. Hãy mà giúp đỡ người ta. Ai cần nữa cho chị biết. Nhớ chưa? Ha. Còn tôi sẽ về tôi ăn năn sám hối. Tôi về tôi bán hết của cải tôi cho tiếp. Có tiền để làm gì? Có tiền để giúp đỡ, để chia sẻ, để giúp đỡ mà thôi. Ủa chưa có ai chích mũi thứ tư không? Lẽ mẹ này mẹ lén mẹ chích. Nó bị overdose trời. Sao tự nhiên có cuộc ngang xưa. Ngon vậy nè, bởi ở Phước cũng ở tốt, gặp tốt liền à. Tôi xin lỗi anh. Tôi biết rồi. Thì ra anh không dám về thăm vì anh sợ số tiền đó không đủ để gửi cho bác trị bệnh. Thôi đi về. Về với tôi. Anh về quỳ bên mộ mẹ. Xin mẹ tha thứ. Dù gì mình cũng bất hiếu. Ngày mẹ chết cũng không gặp được mặt anh. Tội nghiệp bác ấy lắm. Đi về đi, mai mốt cũng làm ca sĩ có con mẹ Mạnh Thường Quân rồi nè. Còn mình làm MV mình gửi vô trung tâm thiên nga. Mình hát là lên liền à nha. Còn không lên thì mình lên tỉnh luôn. Đi. Đi đây.